Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1732 Một chiêu, đánh bại một tên chấp sự Tần Trần thần sắc bình tĩnh Thứ nhất, không phải gian tế Còn như nhận được 50 ngàn điểm cống hiến Đối với Tần Trần mà nói, có cũng được không có cũng được Hắn chú ý nhất, vẫn là ma tộc gian tế sự tình Tần Trần hít mắt, trong ẩn chứa vô tận sát ý Ma tộc năm lần bảy lượt nhàm vào hắn, tự nhiên muốn cho ma tộc một ít màu sắc nhìn một cái. Nếu không lại còn coi hắn tốt khi dễ đây. Tổng cộng 1367 trận, coi như là mỗi một trận tiêu hao một khắc đồng hồ, một ngày 12 canh giờ, cũng muốn khiêu chiến sơ sơ nửa tháng, nếu như một trận tiêu hao 5 phút đồng hồ, lại là tiếp cận 5 ngày. 5 ngày thời gian, vạn nhất có biến cố gì, có người buông tha khiêu chiến, vậy mình tính toán thì thất bại tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành toàn bộ khiêu chiến tần trần hít mắt nói sở dĩ hắn mới sẽ một chiêu đánh bại chấp sự hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn bộ khiêu chiến ngoài lôi đài ngân bào chấp sự sau khi đi vào bên ngoài rất nhiều người đều đang chờ lúc trước đi vào là tạp tư tôn giả tạp tư tôn giả là đỉnh phong nhân tôn thực lực bất phàm Tần ủy Quyền phó điện chủ cũng đã có nói, nếu như đối mặt chấp sự cấp bậc cường giả, sẽ hạ thấp cùng đối phương đồng dạng tu vi cảnh giới. Lấy tạp tư tôn giả thực lực, cùng cấp bậc cường giả căn bản không sợ, Tần phó điện chủ quá khinh thường. Ha ha, hãy chờ xem, hẳn là trong nửa canh giờ thì có kết quả. Một đám người ở đó nghị luận ầm ĩ, tiến hành suy tính. Nếu như Tần Trần thi triển toàn bộ thực lực, đánh bại tạp tư tôn giả tuyệt đối là nửa phút sự tình thế nhưng đem tu vi hạ thấp cùng cấp bậc rất nhiều cường giả tỉ mỉ suy nghĩ sau cảm thấy tạp tư tôn giả vẫn là có hy vọng có thể thắng lợi mà khi bọn họ nghị luận thời điểm đột nhiên vù vù phía trước lôi đài trận pháp mở ra một đạo thân ảnh từ trong nhất thời bay vút đi ra đúng là tạp tư tôn giả nhanh như vậy rất nhiều người đều ngạc nhiên. Này mới qua bao lâu? Không đến 2,3 phút, tạp tư tôn giả cư nhiên liền ra tới. Tạp tư tôn giả, ngươi làm sao đi ra? Bên trong phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là tầng phó điện chủ thủ tiêu quyết đấu? Rất nhiều cường giả kinh ngạc, cảm thấy có thể là tầng trần thay đổi, từng cái mày nhăn lại. Trên sân, không có ai hoài nghi quyết đấu đã kết thúc, bởi vì quá nhanh, trong chớp mắt mà thôi. Không là, là ta bại, kế tiếp khiêu chiến vào đi thôi. Tạp tư tôn giả âm u nói, sắc mặt khó coi. Thực sự quá xấu hổ. Bại. Rất nhiều trưởng lão nhất thời hít một hơi lãnh khí, hai bên hai mặt nhìn nhau. Điều này sao có thể? Cũng quá nhanh chứ. Nói đùa sao? Giết con gà còn phải hao tổn chút thời gian đây, đánh bại cái chấp sự, làm sao cũng phải một khắc đồng hồ chứ chẳng lẽ là tần trần không có tuân thủ lời hứa hạn chế bản thân tu vi đột nhiên mọi người nghĩ đến một cái khả năng ào ào biến sắc này thế nhưng vi quy không tần ủy quyền phó điện chủ hạn chế bản thân tu vi tu vi cũng không mạnh bằng ta nhưng mà ta bại tạp tư tôn giả lắc đầu Hắn tuy là đến bây giờ đều không thể tin được bản thân cư nhiên trong nháy mắt thì bại, nhưng ít ra, hắn cũng là thiên công tác chấp sự nhân vật, đỉnh phong nhân tôn, nói xấu kẻ khác sự tình, hắn còn làm không được. Hắn phải bại tâm phục khẩu phục. Chỉ là hắn nói, lại làm cho ở đây vô số cường giả càng thêm kinh hãi. Tần Trần tại hạn chế tu vi dưới tình huống, chỉ khoảng nửa khắc thì đánh bại tạp tư tôn giả, chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy kinh khủng nhất thời chung quanh không ít cường giả ào ào tiến lên tính toán theo tạp tư tôn giả trong miệng đạt được một ít có liên quan tầng trần tình báo muốn biết chính các ngươi đi vào kiêu chiến đi tạp tư tôn giả một câu nói đều không nhiều lời sắc mặt tái xanh chuyển thân rời đi ác mộng cùng tầng trần giao chiến đối với hắn mà nói giống như là một cơn ác mộng cũng để cho hắn hiểu được bản thân xác định vị trí. Thiên kiêu. Buồn cười. Trước đây hắn, một mực sống ở bản thân không gì sánh được xuất sắc trong ảo tưởng, nhưng bây giờ, tần trần đánh vỡ hắn huyễn tưởng, để cho hắn biết mình thật cũng không coi vào đâu. Đi. Tạp tư tôn giả sau khi rời đi, lập tức có tên thứ hai cường giả tiến vào quyết đấu lôi đài. Tần Trần Y Nguyên đứng ở trên lôi đài. Hắn nhìn phía xa xuất hiện đối thủ thứ hai, nhàn nhạt nói, "Thứ hai, dành thời gian, trực tiếp bắt đầu đi." Tần Trần căn bản không cho đối phương nói cùng cơ hội phản ứng, trực tiếp thôi động kiếm khí, đánh vào đối phương bên trong, cảm nhận đối phương bên trong lực lượng. Không có hắc ám chi lực. Ầm. Hai chiêu sau, đối thủ thứ hai bị thua. Chiến đấu đang tiếp tục. Sau đó là thứ ba. Thứ tư rất nhiều cường giả mới vừa đi vào, người khác còn không có nói mấy câu đây, người này thì lại đi ra, tốc độ cực nhanh, thì giống như đi vào chạy một phen. Nhìn từng cái đi vào, lại từng cái chật vật đi ra chấp sự cùng trưởng lão, rất nhiều người cuối cùng biểu cảm mộng bức. Quá nhanh. Lúc này mới nửa canh giờ mà thôi, một giờ, cũng đã có 25 gã chấp sự cùng trưởng lão bị thua, một tên trưởng lão và chấp sự tiêu hao thời gian, bình quân liền 3 phút cũng không có. Đây cũng quá nhanh chứ. Cái này còn không có bao gồm sau khi đi vào, cắm vào thẻ chứng minh, tiến hành điểm cống hiến thời gian giao dịch, này tần trần là thế nào chiến đấu. Làm sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều vỡ tổ, banh động không gì sánh được. Cái gì? Liền cửu kiếm trưởng lão cũng bại. Cổ nguyệt trưởng lão đều chỉ kiên trì 3 phút. Hí! chuyện này. Ngay từ đầu, nhanh chóng liên tục thua trận vài tên chấp sự cùng trưởng lão, tại sau khi tin tức truyền ra, còn đụng phải kẻ khác cười nhạo, có thể kèm theo từng tên một cường giả đi vào, lại nhanh chóng đi ra, tất cả mọi người khí sắc đều thay đổi. Vô luận là chấp sự vẫn là trưởng lão, tại tầng trần trong tay, cơ hồ cũng không có chống nổi 5 phút đồng hồ. Với lại, những thứ này trưởng lão và chấp sự tại thua trận quyết đấu sau, đối mặt mọi người thăm dò cơ hồ không có một cái có biểu cảm trả lời có thể có biểu cảm sao bị một cái vãn bối mấy chiêu giải quyết truyền đi cái mặt già này hướng chỗ nào đặt với lại tầng trần chiến đấu thật sự là quá nhanh bởi vì tầng trần bên trong có liên tục không ngừng hỗn độn bản nguyên mỗi lần đánh bại đối thủ cũng căn bản không có thụ thương đưa tới tầng trần ít cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi khiêu chiến khiêu chiến vẫn là khiêu chiến. Một hơi liên tục chiến đấu 100 trận, tiêu hao càng tiếp cận 3 canh giờ, theo sau tầng trần tạm thời chấm dứt chiến đấu, quyết định nghỉ ngơi. Không tới 3 canh giờ 100 trận, tính thêm nghỉ ngơi, 100 trận vừa lúc 3 canh giờ, một ngày 24 giờ, đó chính là 400 trận. Tổng cộng hơn 1.300 lần khiêu chiến, không ngủ không nghỉ, tranh thủ trong vòng 3 ngày làm xong tần trần trong ánh mắt nở rộ thần hồng yên lặng nghĩ đến thật mỗi một trận chiến đấu chân chính tiêu hao thời gian đều đền bù tổn thất ngược lại là mỗi trận chiến đấu bắt đầu kẻ khác trước phải tiến vào lôi đài muốn cắm vào thẻ chứng minh sau đó rời đi này tiêu hao rất nhiều thời gian đồng thời mỗi một trận chiến đấu khởi động có chút trưởng lão và chấp sự còn ưa thích lời thừa may mắn tần trần đồng dạng đều lười nhắc nhiều lời mới có thể tại ba canh giờ không tới hoàn thành 100 trận. Mà ở này 100 giữa sân, Tần Trần tìm ra 6 gã gian tế. Trong có ba tên là Tần Trần ngay từ đầu cũng không biết. Điều này làm cho Tần Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tìm ra gian tế, toàn bộ chính là đáng giá. Chỉ là 100 tên trong cường giả thì có 6 gã gian tế, điều này làm cho Tần Trần trong lòng nặng trịch thiên công tác thần công thiên tôn là đang làm cái gì? Để cho thiên công tác trong cư nhiên lẻn vào nhiều như vậy gian tế. Tuy là tần trần trước kia cũng nghe qua, thiên công tác trong sở dĩ có nhiều như vậy gian tế, là bởi vì thần công thiên tôn trước kia cùng tiêu diêu chí tôn tu bổ xong thiên giới sau, thì rơi vào trạng thái ngủ say trong, rất nhiều vạn năm đều không có quản lý thiên công tác công việc, lúc này mới đưa tới thiên công tác trong liên tục có ma tộc gian tế lẻn vào này trăm triệu năm đến, ma tộc chẳng bao giờ buông tha cho đánh chiếm thiên công tác ý nghĩ. Thôi, chính ta thì vất vả chút đi, thay này thần công thiên tôn quét quét phần mông. Tần trần đứng lên. Nghỉ ngơi kết thúc, khiêu chiến tiếp tục. Đương nhiên, đừng xem tần trần rất đơn giản chém giết đối thủ, nhưng trên thực tế, cùng mỗi một cường giả giao thủ, cũng có thể để cho tần trần hơi có chút thu hoạch có thể trở thành là thiên công tác chấp sự cùng trưởng lão không có người thường mỗi cá nhân tu luyện bất đồng đại đạo ở võ đạo không có cùng lý giải những thứ này đối với sống cũng không phải thật lâu tần trần mà nói coi như là một sự rèn luyện một loại thu hoạch một loại đề thăng khởi nguyên chi thư văn minh cùng thực lực quá trình mà lúc này bên ngoài cũng đã nhận được tần trần lần nữa mở ra khiêu chiến tin tức a à, này mới qua bao lâu trước tần trần đóng khiêu chiến rất nhiều người đều biết được đây là bởi vì tần trần cần nghỉ ngơi dù sao một trăm trận chiến đấu cũng không phải là một con số nhỏ cho dù tôn giả căng nguyên hùng hậu đến đâu cũng sẽ có điều hao tổn huống chi nói không chừng vị nào cường giả sẽ làm này tần trần thụ thương lời như vậy thời gian nghỉ ngơi còn muốn lâu dù sao chữa thương cũng không phải là một chuyện nhỏ ai có thể cũng không nghĩ tới tần trần vẻn vẹn nghỉ ngơi chốc lát cũng đã lần thứ hai mở ra khiêu chiến một khắc đồng hồ trước sau mới một khắc đồng hồ thời gian a uống chén trà nóng thời gian cũng không đủ này tần trần còn là người hay không coi như là yêu tộc mang ngưu tộc cũng không có như vậy cần cần khẩn khẩn đi ta tới ầm uhm. lúc này có chạy tới trưởng lão tiến vào quyết đấu trong võ đài chiến đấu mở ra sau 3 phút, này một tên trưởng lão chật vật rời khỏi. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, loại này ma quỷ vậy tiết tấu lại bắt đầu. Hơn 2 canh giờ sau, tần trần lần thứ hai nghỉ ngơi. 200 trận. Thắng liên tiếp. Rất nhiều các trưởng lão đều điên cuồng, mỗi một cường giả đi ra, bọn họ cũng sẽ thăm dò quyết đấu kết quả, hy vọng có thể chứng kiến không giống với. Nhưng cuối cùng để cho bọn họ thất vọng, thắng liên tiếp, thắng liên tiếp, vẫn là thắng liên tiếp. Đến phía sau, chỉ cần là 5-3 phút bên trong kết thúc, tất cả mọi người lười nhắc hỏi lại, bởi vì cơ hồ đều là chiến bại, không có ngoại lệ. Thứ hai 100 trận, tìm ra gian tế 7 người. Một lát sau, tầng trần mở ra lần thứ ba khiêu chiến. Như vậy kéo dài nữa. Tần trần điểm cống hiến cũng lấy phi thường rất mạnh tốc độ liên tục tăng vọt, để cho rất nhiều các cường giả ngẩn người rất nhiều trưởng lão và chấp sự lúc này đều có chút hối hận hối hận bản thân không nên khiêu chiến tần trần bởi vì cho tới bây giờ căn bản không người có thể theo tần trần trong tay được đến bất kỳ điểm cống hiến nào đáng tiếc bọn họ phát ra khiêu chiến tin tức lại tần trần đã tiếp chiến bọn họ không cách nào đổi ý cho dù không chiến cũng sẽ coi là tự động buông tha đến lúc đó một dạng khấu trừ điểm cống hiến ngược lại cũng sẽ tổn thất điểm cống hiến, cùng trực tiếp buông tha, còn không bằng tiến hành khiêu chiến, thể nghiệm một phen. Ít nhất cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đang Tần Trần xuất thủ xuống trọng thương, nói cách khác, Tần Trần luôn luôn đang khắc chế bản thân, với lại, rất nhiều người cũng biểu thị, cùng Tần Trần đối chiến, để cho bọn họ cảm thụ được rất nhiều. 450 trận, toàn thắng. Một ngày sau. Tần trần khiêu chiến kết quả xuất hiện, toàn trường yên lặng. Cả ngày thời gian, chiến đấu 450 trận, với lại không có một trận là thất bại, như vậy kết quả để cho rất nhiều người không nói, đồng thời cũng điên cuồng. Nhưng, khiêu chiến tiếp tục. Hai ngày sau. 900 trận thắng. Ba ngày sau. năm không trận thắng. Sơ sơ ba ngày thời gian. Tần Trần liên tục khiêu chiến 1,25 năm không trận, toàn thắng. Này Tần Phó Điện Chủ cũng quá biến thái, 3 ngày, hơn 1,200 không trận, điên sao. Ta thiên công tác trưởng lão và chấp sự chẳng lẽ cứ như vậy bất kham, liền một cái đều không thắng được sao? Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Rất nhiều trưởng lão và chấp sự từ vừa mới bắt đầu chấn động, đến bây giờ đã là khó có thể tin. Không nóng nảy, cho tới bây giờ, còn không có nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả tiến hành khiêu chiến. Đúng, nếu như nửa bước thiên tôn xuất thủ, nhất định ngăn trở này Tần Trần. Toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh cơ hồ đều là vây quanh Tần Trần đang nghị luận. Bị kích thích. Đám người truyền thừa chứng kiến Tần Trần hơn một ngàn trận thắng, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua một trận thất bại. Điều này làm cho những thứ này trưởng lão và nhóm chấp sự làm sao chịu nổi. Qua chiến dịch này, Tần Trần xem như là triệt để chinh phục tổng bộ bí cảnh phía trên rất nhiều cường giả, bọn họ phục. Đang không có bất kỳ ngoại tại điều kiện, đang quyết đấu trong võ đài đối chiến, liên tục 3 ngày đối chiến hơn 1.000 trận, không một lần bại, bọn họ phục. Thậm chí đối với Tần Trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ cũng triệt để phục, không ai sẽ không phục. Người nếu dám nói đối phương không có tư cách đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ, người có bản lãnh lên A thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cổ xưa cung điện trong. Này Tần Trần, thật đúng là làm người ta khó có thể tin, quả nhiên được bổ nhiệm làm ủy quyền phó điện chủ, lại bị ma tổ đại nhân nhìn trúng cường giả, xác định danh bất hư truyền. Nhất đạo có băng lãnh hai mắt cường giả, thân phía trên phát tán ra vô tận đáng sợ sát ý. Giết hắn, ma tổ đại nhân tất nhiên sẽ cho ta rất nhiều khen thưởng, bằng không, mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, trở thành thiên tôn đó là ván đã đóng thuyền sự tình đến lúc đó còn muốn giết hắn độ khó thì cao bất quá đối với này tần trần động thủ không phải chuyện nhỏ rất dễ dàng bại lộ bản thân chuyện này nhất định phải đưa tin cho ma tổ đại nhân đồng thời trước lúc này nhất định muốn biết rõ ràng này tần trần thực lực chân thật này thân ảnh màu đen tản mát ra sát ý ngút trời mà ở một tòa khác to lớn trong cung điện một tên cường giả đồng dạng ẩn giấu ở trong bóng tối, nghe đến mấy cái này tin tức, lộ ra vẻ mỉm cười. Đang tính toán cái gì? Ngày thứ tư. Khiêu chiến tiếp tục. Liên tục ba ngày, để cho Tần Trần chỉ còn dư lại hơn một trăm trận khiêu chiến, nhưng mà, bởi vì, này ba ngày khiêu chiến quá mức quanh động, một lần nữa kinh động một ít cường giả. Tần Trần lệnh bài thân phận trong một lần nữa tiếp nhận được một ít khiêu chiến tin tức. Cái này cũng đưa tới tầng trần tiếp thu khiêu chiến theo 1367 trận biến thành 1521 trận. Lại nổ ra mấy người, rất tốt, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tần Trần Nỉ Non nói. Ba ngày thời gian, 1250 trận tỷ thí, Tần Trần tổng cộng phân biệt ra ma tộc gian tế 79 người. Kết quả này, để cho Tần Trần trong lòng trầm trọng không thôi đừng xem 79 người so với hơn 1.200 người tỷ lệ không cao, nhưng đây là thiên công tác đại doanh, từng cái có thể ở ở đây tu luyện đều là thiên công tác hạch tâm. Càng mấu chốt là, này 79 người trong, trưởng lão chiếm đại đa số. Dựa theo đạo lý, chấp sự so trưởng lão dễ dàng hơn thu phục, bởi vậy chấp sự là gian tế xác suất hẳn là so trưởng lão muốn nhiều, nhưng thực tế khiêu chiến trong, gian tế nhiều hơn lại là trưởng lão, rất dễ nhận thấy, ma tộc sách lực là nhiều hơn cho trưởng lão hắc ám chi lực ban tặng, mà chấp sự rất nhiều đều không có được hắc ám chi lực tư cách. Tần Trần hít mắt. Đây cũng nói, đừng xem tại đây hơn 1.000 người trong cảm giác được gian tế chỉ có 79 người, có thể còn có một chút đã đầu nhập vào ma tộc, nhưng lại không có được ban tặng hắc ám chi lực, trong những người này, tuyệt đại đa số đều là chấp sự. Nói cách khác, gian tế số lượng, tuyệt đối vượt lên trên 79. Rất tốt, chờ ta khiêu chiến xong, liền đem bọn gian tế kia một lưới bắt hết. Tần Trần quyết định, lần nữa mở ra khiêu chiến. Đây đã là khiêu chiến ngày thứ tư. Hô! Nhất đạo tản ra mênh mông khí tức thân ảnh bay tới. Đây là một cái ánh mắt tản ra sắc bén sát khí, người mang một thanh trường thương màu đen cường giả, từng đạo đáng sợ thương ảnh ở trên người hắn xoay quanh, bộc phát ra thông thiên khí tức. Là Hắc Vũ trưởng lão. Đó là hắn nửa bước thiên tôn khí Hắc Vũ thần thương, hắn dĩ nhiên cũng khiêu chiến. Một ngàn vạn điểm cống hiến, ai không muốn muốn. Hắc Vũ trưởng lão xuất thủ, này tầng trần nguy hiểm. Hắc Vũ trưởng lão thế nhưng nửa bước thiên tôn cấp cường giả, nói không chừng thật có thể đánh bại này tầng trần. Bên ngoài, rất nhiều người chứng kiến Hắc Vũ trưởng lão bay vút tới, từng cái thần sắc kích động. Hắc vũ trưởng lão, nửa bước thiên tôn trưởng lão, đến này ngày thứ tư, tại hơn một ngàn trận sau, rốt cục có nửa bước thiên tôn trưởng lão đến. Các loại nghị luận trong, Hắc vũ trưởng lão chưa để ý tới chung quanh kẻ khác nghị luận, trực tiếp tiến vào trong võ đài. Cao ngạo, quái gở. Nửa bước thiên tôn, đây cơ hồ là gần với thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong đương chức phó điện chủ cùng một ít ngũ say lão cổ hủ hắn có cái này cao ngạo tư cách. Trong võ đài, hắc vũ trưởng lão vạch ra 100 vạn điểm cống hiến, mà sau đó đến tầng trần phía trước. Tầng trần Này hắc vũ trưởng lão mỉm cười nhìn tầng trần, chỉ bất quá, hắn là thuộc về lạnh lùng nghiêm nghị loại hình, sở dĩ trên mặt hắn mỉm cười cho người ta cảm giác cũng hết sức băng lãnh. Tầng trần trong lòng hơi động. Nửa bước thiên tôn Rốt cục có nửa bước thiên tôn xuất thủ nói thật tần trần muốn nhất giao thủ chính là tổng bộ bí cảnh trong nửa bước thiên tôn bởi vì nửa bước thiên tôn khoảng cách thiên tôn cấp bậc chỉ có một bước ngắn nhưng cũng là khó nhất vượt qua một bước cái này cũng đưa tới rất hơn nửa bước thiên tôn cấm ở cảnh giới này vài vạn năm mười vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm mà ma tộc hắc ám chi lực lại có thể đề thăng những thứ này làm sao cũng không cách nào bước vào thiên tôn cảnh giới nửa bước thiên tôn các thực lực để cho bọn họ có nhiều hơn hy vọng bước vào đến thiên tôn cảnh giới. Cái này cấp bậc cường giả cũng là dễ dàng nhất bị ma tộc mê hoặc. Mà ma tộc chỉ cần mê hoặc cái này cấp bậc cường giả, một khi bọn họ đột phá thiên tôn cảnh giới, như vậy rất có thể sẽ trở thành thiên công tác mới đương chức phó điện chủ, đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Rất tốt, để ta xem một chút, ngươi đến tộc cùng là người hay quỷ. Ừm không đợi này hắc vũ trưởng lão mở miệng tầng trần trên thân cuồn cuộn kiếm khí đột nhiên bạo dũng lên từng đạo kiếm khí hóa thành từng cái giống như cá lội tại trong hư không điên cuồng du động những kiếm khí này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ cuối cùng ngưng tụ trở thành nhất đạo mênh mông kiếm khí trường hà kiếm khí trường hà trong cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động ra ào ào sông dài cuồn cuộn hướng hắc vũ trưởng lão cuốn tới hả Hắc vũ trưởng lão con ngươi ngưng lại, quanh, trong tay trường thương màu đen đột nhiên nằm ngang ở trước người, trường thương màu đen trên phù văn lóe lên, có đáng sợ thiên tôn chi khí bao phủ, xa xa chỉ vào tầng trần, hóa thành nhất đạo hắc sắc giao long, đánh về phía tầng trần. Ngang Hắc sắc giao long gào thét, hư không rung động, bắn ra hủy hoại không gian đáng sợ sát cơ, phong tỏa vùng thế giới này, thương này ảnh chi trong, có một loại đặc biệt trấn phong lực, bao phủ lại tần trần. Đây là muốn phong tỏa ngăn cản ta, nếu là có thể đem ta phong tỏa ngăn cản, xác định sẽ có một chút phiền toái. Tần trần hít mắt, trong nháy mắt cảm thụ được đối phương ý nghĩ. Ha ha, tần ủy quyền phó điện chủ, đều nói ngươi không chỗ nào địch nổi, hôm nay, để ta hắc vũ, tới kết thúc ngươi thắng liên tiếp. Hắc vũ trưởng lão gầm lên, từng đạo hắc sắc lực lượng theo trong thân thể quấn quanh ra, nhanh chóng bao vây tại trường thương màu đen ở trên đôi mắt chỗ sâu, nhất đạo ngoan lệ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, trường thương màu đen trong nháy mắt xuyên thấu hư không, banh một tiếng, trong khoảnh khắc, thì bạo thổi sang tầng trần trước người, đâm hạ xuống. Đi! Hắc vũ trưởng lão quát chói tai lên tiếng, trường thương trong tay không để ý tới một chút về phía trước đâm ra, hắc sắc sợi tơ hóa thành chi chiếc tia sáng, bao phủ lại tầng trần. Mà tầng trần, phản phất đã hoàn toàn bị nhốt lại một dạng, căn bản không thể động đậy. Thành công. Hắc vũ trưởng lão kinh hỉ. Thời gian quy tắc. Nhưng lại tại trường thương màu đen sắp đâm trúng tầng trần trong nháy mắt, tầng trần trên thân đột nhiên tràn ngập ra nhất đạo thời gian khí tức, trong thiên địa thời gian lưu tốc, trong nháy mắt như là trở nên chậm, hắc vũ trưởng lão trường thương trong tay, trong nháy mắt giống như đâm vào nhất đạo trong vũng bùng một dạng, nửa bước khó đi. Cái gì? Thời gian quy tắc. Làm sao có thể cường đại như vậy? Hắc vũ trưởng lão thần sắc kinh hải, thời gian quy tắc là rất mạnh, nhưng là quyết không thể để cho tần trần một tên địa tôn cường giả hoàn toàn cầm cố bản thân hành động. Chậm lại thời gian lưu tốc xuống, tần trần trong nháy mắt tránh thoát ra hắc vũ trưởng lão phong tỏa, từng đạo hắc sắc sợi tơ như là thả chậm mấy lần một dạng, đuổi theo tần trần, lại bị tần trần đơn giản tránh thoát. Ầm. Uhm. Nhất Đạo kiếm hà, hùng dũng tới, tại lực lượng thời gian gia tốc phía dưới, trong nháy mắt đánh vào Hắc Vũ trên người trưởng lão, phốc một tiếng, đem hắn đánh bay ra ngoài. "Ta, bại." Hắc Vũ trưởng lão ổn định thân hình, trong con ngươi có khó có thể tin, đồng thời thân hình hắn đã bị đại trận bài xích đi ra ngoài. Tần Trần nhìn Hắc Vũ trưởng lão trời đi thân ảnh, đôi mắt u ám. Ma tộc gian tế Tần Trần tại đây hắc vũ trưởng lão bên trong, cảm giác được một cổ không rõ ràng hắc ám chi lực, dễ nhận thấy đối phương chính là ma tộc Giang Tế. Thứ nhất nửa bước thiên tôn, dĩ nhiên ma tộc Giang Tế, điều này làm cho Tần Trần trong lòng không thể vui nổi. Tần Trần tiểu tử, nếu như ngươi bạo phát toàn bộ thực lực, đơn giản thì có khả năng đem hắn chém giết, hà tất như vậy lãng phí thời gian. Càng không tạo hóa ngọc điệp trong, hồng hoang tổ long có chút không lời nói. Theo hắn, tần trần đây là lãng phí thời gian. Ngươi không hiểu. Tần trần lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn chờ đợi kế tiếp khiêu chiến tuyển thủ tiến vào. Mà ngoài lôi đài, làm hắc vũ trưởng lão sắc mặt tái nhợt sau khi rời khỏi, tất cả mọi người biết cuộc tỷ thí này kết quả, đưa tới một trận oanh động. Hắc vũ trưởng lão đều bại. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh oanh động không thôi. Mà lúc này hắc vũ trưởng lão trở về đến bản thân trong cung điện sau, nhất đạo vô hình quan ảnh, ở trước mặt hắn nổi lên. Như thế nào? Đây là nhất đạo chỗ sâu trong bóng tối thân ảnh, lạnh lùng thăm dò. Đại nhân! Nhìn thấy này hắc sắc ảnh xạ, hắc vũ trưởng lão vội vàng quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Ta bại, với lại không có lực phản kháng chút nào. Hắc vũ trưởng lão khổ sở nói ngươi cũng bại. Không có lực phản kháng chút nào. Làm sao có thể? Này hắc sắc ảnh xạ trong con ngươi bộc lộ ra ngoài kinh hải. Theo hắn, hắc vũ trưởng lão là nửa bước thiên tôn, tu vi thông thiên, cho dù tần trần cường thịnh trở lại, cũng có cực cao tỷ số thắng, nhưng bây giờ, hắc vũ trưởng lão lại bại, hơn nữa còn nói mình không có lực phản kháng chút nào, khiến này thân ảnh màu đen làm sao cũng không thể tin được đem ngươi trước quá trình chiến đấu, từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Này thân ảnh màu đen hít mắt, trầm giọng nói. Lúc này, hắc vũ trưởng lão đem trước chiến đấu quá trình nói ra, bởi vì chiến đấu hết sức thần tốc, toàn bộ quá trình, cũng liền chỉ khoảng nửa khắc mà thôi. Này thân ảnh màu đen tầm nhìn lóe ra khó hiểu bất định thần sắc, trầm giọng nói, ngươi là nói, đối phương lợi dụng thời gian quy tắc, phong tỏa ngăn cản trong thiên địa thời gian, làm cho ngươi công kích vô cùng chậm lại cuối cùng tránh thoát ngươi thần thông phong tỏa đưa ngươi đánh bại này thân ảnh màu đen lóe ra đôi mắt có chút khó có thể tin thời gian quy tắc thế giới cao cấp nhất quy tắc ai cũng biết thế giới tứ phương vi vũ cổ vãng kim lai vi trụ không gian cùng thời gian quy tắc là vùng vũ trụ này trong cao cấp nhất quy tắc cùng đại đạo nhưng mà cường đại trở lại nói cũng cần cảnh giới tới chống đỡ. Tần Trần, một cái địa tôn mà thôi, mặc dù là trưởng khống thời gian quy tắc, có khả năng ảnh hưởng hắc vũ trưởng lão quanh thân thời gian lưu tốc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trì hoãn hắc vũ trưởng lão công kích mà thôi, thậm chí, loại này trì hoãn trình độ tất nhiên sẽ hết sức yếu ớt. Trừ phi là nào đó thời gian thần thông. Nhưng trước hắc vũ trưởng lão giải thích trong, Tần Trần thi triển thời gian quy tắc, đáng sợ quy tắc đại đạo đến, Hắn chỗ lôi đài khu vực thời gian lưu tốc tất cả đều bị ảnh hưởng, gì? Về phần hắn thi triển ra thần thông cùng công kích cũng như cùng hãm sâu vũng bùng, nửa bước khó đi. Cái này đã vượt qua một dạng địa tôn có thể thi triển ra thời gian quy tắc cực hạn. Ngươi xác định, tầng trần thi triển thời gian quy tắc, ảnh hưởng đến ngươi toàn bộ, bao gồm linh hồn. Cảm quan Thân ảnh màu đen đột nhiên cao mày nói. Vâng, đại nhân thuộc hạ có một loại cảm giác, tầng trần thi triển thời gian quy tắc, không vẻn vẹn chỉ là nhất đạo cảm ngộ quy tắc, nhiều hơn như là. Hắc vũ trưởng lão cao mày, lẩm bẩm nói, như là một loại đại đạo, một loại bản nguyên, ảnh hưởng không chỉ là ta công kích, bao gồm lực lượng lưu chuyển, quy tắc diễn hóa thậm chí linh hồn ba động. T. Nghe đến đó, này bóng người màu đen hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt nổ bắn ra tới thần hồng, ta hiểu thời gian bản nguyên, tiểu tử này trên thân, có thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên. Hắc vũ trưởng lão kinh hải. Không sai. Thân ảnh màu đen trong ánh mắt toát ra tham lam cùng thần sắc kích động, thời gian quy tắc, là trong thiên địa cao cấp nhất quy tắc, tuy là nắm giữ độ khó cực cao, nhưng mà cũng không phải không ai lĩnh ngộ được trong một chút lực lượng, dù sao, đỉnh cấp cường giả cũng có thể cảm giác được tuế nguyệt trường hà tồn tại, có thể cảm ngộ đến thời gian lực lượng. Nhưng mà, thân ảnh màu đen trầm giọng nói, cái gọi là cảm ngộ đến thời gian lực lượng, chỉ là dễ hiểu thời gian quy tắc mà thôi, quy tắc mảnh vụn, thế giới tồn tại, muốn cảm ngộ cũng không phải việc khó, có thể trước tầng trần ảnh hưởng ngươi thời gian quy tắc, đã không có khả năng xưng là quy tắc, mà chỉ nói, thời gian chi đạo. Đây là một cái hoàn chỉnh đại đạo, chỉ có nắm giữ thời gian đại đạo, mới có thể chân chính xưng là trưởng khống thời gian. Vốn lấy tầng trần thực lực, làm sao có thể trưởng khống thời gian đại đạo, mặc dù là thiên tôn, cũng chỉ có thể cảm ngộ đến thời gian đại đạo sơ hình mà thôi, trừ phi, trên người hắn có thời gian bản nguyên. Thân ảnh màu đen trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Thời gian bản nguyên, đây chính là trong thiên địa thần bí nhất mênh mông cường đại bản nguyên một trong. Loại bảo vật này, đừng nói là hắn động tâm, mặc dù là cường giả trí tôn cũng sẽ động tâm, không thế không nhìn. Khó trách này Tần Trần có thể ở ngắn ngủi trong năm tháng cuộc khởi, nghe đồn, có thời gian bản nguyên người, thậm chí có khả năng lợi dụng tuế nguyệt chi lực, bố trí thời gian lưu tốc đại trận, tại nơi trong đại trận, bên ngoài một ngày, bên trong thậm chí khả năng vượt qua nửa tháng, một tháng, thậm chí lâu hơn. Thân làm thiên công tác cao tầng, cao nhất luyện khí sư, này thân ảnh màu đen tự nhiên nghe nói qua thời gian đại trận bố trí, tại thiên công tác đời trước công tượng tác một ít viễn cổ trong điển tịch thấy qua như vậy ghi lại. Nguyên bản, hắn còn nghi hoặc tần trần tại nhân tộc thiên giới thời điểm, rõ ràng chỉ là một cái nửa bước tôn giả, tại sao ngắn ngủi thời gian như vậy, thì có khả năng đột phá đến địa tôn cảnh giới, đồng thời có bực này thực lực đáng sợ. Hiện nay, hắn cũng minh bạch nguyên nhân đó chính là thời gian bản nguyên, có thời gian bản nguyên lại thêm đủ kỳ ngộ cùng tài nguyên, liền có khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong trực tiếp đột phá địa tôn cảnh giới khó trách thân ảnh màu đen bừng tỉnh, hắc vũ trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt thân ảnh màu đen, trong lòng cũng có đối thời gian bản nguyên khát vọng, thời gian bản nguyên loại bảo vật này cũng không phải là chỉ có thể để cho một người cảm ngộ, nếu như chém giết tần trần bọn họ cũng có hy vọng thu nhận này thời gian bản nguyên, trưởng khống thời gian chi đạo. Hắc vũ trưởng lão do dự xuống, không nhịn được nói, đại nhân, không biết phía trên quyết định xử lý như thế nào tầng trần. Hắn có thể cảm nhận được thân ảnh màu đen trong lòng nồng nhiệt, không khỏi khe khẽ thở dài, mặc kệ cấp trên chuẩn bị xử trí như thế nào tần trần, thời gian bản nguyên, sợ là không có hắn phần. Cái này, ngươi cũng không tất quá mức quan tâm, ngươi chỉ cần ẩn giấu được thân phận mình lại, nhớ kỹ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Thân ảnh màu đen nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất. Hắc vũ trưởng lão thấy đối phương rời đi, sắc mặt âm tình bất định. Thời gian bản nguyên A. Hắn cũng nhiều khát vọng mình có thể nhận được, có loại bảo vật này, bản thân còn sợ đột phá không được thiên tôn cảnh giới sao. Nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn là chế trụ trong lòng tham niệm có ít thứ, không phải hắn có thể ngấp nghé. Quyết đấu trên lôi đài. Từng cuộc một chiến đấu tiếp tục. Rất nhiều cường giả, đều quán trú tại quyết đấu sơn mạch phụ cận trong hư không, ngưng mắt nhìn nơi xa lôi đài. Khi tên cuối cùng người khiêu chiến theo trong võ đài chật vật đi đi ra, rốt cục, nhất đạo ngạo nghệ thân ảnh theo trong võ đài theo sát ra. Là tần trần. Chỉ một thoáng, Chú ý ở đây toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều sôi trào. 4 ngày thời gian. 1521 trận chiến đấu. Toàn thắng. Đây là một cái kỳ tích. Mau nhìn, cái kia chính là Tần Trần, Tân Nhậm ủy quyền phó điện chủ. Tuổi quá trẻ, khó trách sẽ đưa tới tranh luận, nhưng mà, thực lực cũng vô cùng đáng sợ, theo ta được biết, toàn bộ khiêu chiến hắn tuyển thủ, cơ hồ không có một cái giành thắng lợi. Cho tới bây giờ, ta cũng không có nghe nói có ai đánh bại hắn, ta tại hắn trên tay không đi qua ba chiêu. Ta hai chiêu thì bại. Nghe nói có người thống kê qua, theo trận đầu tiến vào trong người chiến đấu, đến vừa mới, tổng cộng là 1521 trận, nhưng mà, không có một cái giành thắng lợi tin tức truyền ra. Từng cái kinh hải thanh âm, tại đây sơn mạch ở giữa liên tục vang vọng đưa tới banh động. Tần trần khiêu chiến thiên công tác vô số cường giả, tất cả đều giành thắng lợi, đây là một cái kỳ tích, đưa tới banh động. Đồng thời, căn cứ điều tra, những cường giả này trong, cũng không thiếu nửa bước thiên tôn. 21 tên Có người thống kê qua, cùng sở hữu 21 tên nửa bước thiên tôn tiến vào đối chiến lôi đài, cùng tần trần chiến đấu, đây là một cái con số kinh người, Tuy là tất nhiên còn có nửa bước thiên tôn ẩn dấu không có xuất thủ, nhưng mà, hai mốt tên nửa bước thiên tôn không một giành thắng lợi, tất cả đều bị Tần Trần đánh bại, càng là đưa tới nghị luận. Đương nhiên, để cho người kinh hãi, hay là từ những thứ kia nửa bước thiên tôn trong miệng truyền ra ngoài một tin tức. Đó chính là, Tần Trần tại đánh bại những thứ này nửa bước thiên tôn thời điểm, từng thôi động qua thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên đây chính là trong thiên địa cấp cao nhất chí bảo A. Sư Dưới con mắt mọi người, tầng trần từ trên bầu trời bay vút qua, không để ý đến vô số cường giả, trực tiếp đi tới bản thân cung điện. Thời gian bản nguyên, khó trách tu vi của người này đề thăng nhanh như vậy, thực lực đáng sợ như vậy. Có thời gian bản nguyên, lại trưởng khống thời gian đại đạo, nhưng tại cùng giai vô địch, mạnh như hắc vũ trưởng lão bọn họ đều khó ngăn cản. Mặc dù không biết này Tần Trần đối thời gian bản nguyên cảm ngộ có bao nhiêu, đối thời gian đại đạo có trưởng khống bao nhiêu, nhưng mà, chỉ bằng này thời gian bản nguyên, cũng đủ để cho hắn tại địa tôn cảnh giới khó hơn nữa tìm được đối thủ. Một đám người đều cực kỳ hâm mộ nhìn Tần Trần rời đi thân ảnh. Đúng, chính là ước ao. Hoàn hảo Tần Trần là thiên công tác đệ tử, nếu là ở bên ngoài, biết hắn trên người có thời gian bản nguyên, tất nhiên sẽ đưa tới kịch liệt tranh đoạt liền thiên tôn cũng sẽ ngấp nghé lớn đánh nhau thậm chí ngay cả chí tôn cũng sẽ tâm động nhưng qua chiến dịch này tần trần xem như là triệt để chinh phục tổng bộ bí cảnh rất nhiều cường giả bọn họ phục tại không có bất kỳ ngoại tại bảo vật gia trì xuống lấy địa tôn tu vi đánh bại toàn bộ nửa bước thiên tôn tần trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ chức vụ bổ nhiệm bọn họ đều phục trở lại trong cung điện tần trần rốt cục thở vào một cái. Liên tục đại chiến 4 ngày, 1521 trận chiến đấu, khoảnh khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, mạnh như tần trần cũng có chút quể oải. Bất quá loại này quể oải, lại không phải tới từ cơ thể, mà là tâm linh. Tần trần tiểu tử, ngươi bại lộ như vậy thời gian bản nguyên, cũng quá không chú ý đi, thời gian bản nguyên tốt như thế đồ đạc, ngay cả ta cũng tâm động, ngươi đây là tìm phiền toái cho mình càng không tạo hóa ngọc điệp trong, hồng hoang tổ long mở miệng. Lấy hiện tại tầng trần thực lực, muốn đánh bại một ít nửa bước thiên tôn, căn bản không cần bại lộ thời gian bản nguyên, mặc dù là không thôi động bên trong hỗn độn long hồn, không biến thân chân long, chỉ dựa vào tầng trần bên trong hỗn độn chi lực, cũng đủ để đánh bại những thứ kia nửa bước thiên tôn. Tần Trần làm như thế, để cho Hồng Hoang Tổ Long có chút xem không hiểu. Thời gian bản nguyên quá trân quý, tại không cần thiết tình huống, bộc lộ ra đi, đây là đang tìm phiền toái cho mình. Tần Trần lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi không hiểu. Là, Hồng Hoang Tổ Long không hiểu. Tần Trần ước chiến toàn bộ thiên công tác cường giả xem, cũng không phải là vì cướp đoạt điểm cống hiến cái gì, mà là vì tìm ra ma tộc gian tế. 113 tên trong 7 tên nửa bước thiên tôn. Tần Trần trong lòng cảm thụ được nặng trịch. Đây là hắn trong chiến đấu chỗ tìm ra ma tộc giang tế, bước chừng hơn 100 tên, với lại, 21 tên nửa bước thiên tôn trong, lại có 7 người là ma tộc giang tế, bước chừng 1 phần 3 số lượng, cái tỷ lệ này, rất cao. Với lại Tần Trần biết, đây tuyệt đối còn chưa phải là toàn bộ, chấp sự trong, hẳn còn có nhiều hơn. Điểm này, Tần Trần khẳng định. Trừ cái đó ra, Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng cũng không phải những thứ này lâu la còn có những người này cao hơn đầu tồn tại. Đương chức phó điện chủ. Thiên tôn cường giả. Bực này gian tế, mới là làm hại thiên công tác đại doanh lớn nhất tai họa ngầm, không tìm ra bọn họ đến, cho dù tần trần đem chính mình tìm ra hơn 100 tên gian tế toàn bộ dọn dẹp ra đến, tối đa cũng chỉ là hoàn thành một nửa dọn dẹp nhiệm vụ. Ta mồi, đã bày, thời gian bản nguyên, cốt như vậy một cái mồi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tần Trần hiếp mắt nói, thời gian bản nguyên là hắn cố ý phóng xuất mồi, hắn tin tưởng đối phương không thế không động tâm. Sư Tần Trần trực tiếp đi tới cung điện chỗ sâu phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. Hơn 1.500 trận chiến đấu, tuy là ngắn ngủi 4 ngày thì kết thúc, nhưng là cho Tần Trần cực lớn thu hoạch. Thiên công tác mỗi một cái trưởng lão, chấp sự, đều thực lực bất phàm, mỗi người cũng có thuộc về mình đại đạo cho tầng Trần không ít chỉ điểm. Mỗi nhất đạo đại đạo, đều cấp tầng Trần nếu có thu hoạch. Ung ung. Từng đạo cường đại đại đạo lực tại tầng Trần quanh thân oanh nhiễu, dũng mãnh vào đến hắn khởi nguyên chi thư trong, hóa thành khởi nguyên chi thư trong văn minh. Khởi nguyên chi thư phía trên bột phát ra ánh sáng chói mắt, các loại văn minh thoáng hiện. Mắt thường có khả năng cảm thụ được, những thứ này văn minh đang chậm rãi đề thăng. Ma giới thông thiên ma sơn cao chót vót một tòa to lớn cung điện đứng lặng ở trong thiên địa này thời gian bản nguyên một tên hắc ám thân ảnh huyền phù xuất hiện tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức đại nhân chuyện này có muốn hay không thông tri lão tổ tại đây thân ảnh phía dưới một cái tản mát ma khí thân ảnh cung kính hỏi nguy nga thân ảnh màu đen lạnh lùng nói không cần lão tổ nói qua trong khoảng thời gian ngắn bất kỳ cái gì sự tình cũng không cần làm phiền hắn tần trần cường thịnh trở lại cũng uy hiếp không được lão tổ lão tổ tầm nhìn chắc là tại nơi tiêu diêu chí tôn trên thân tại vùng vũ trụ này ở ngoài chúng ta kế tiếp vù vù liền thấy này thân ảnh đồ sộ đột nhiên giơ tay lên ầm ầm nhất đạo hắc sắc cái gương xuất hiện ở trong tay hắn nhìn này hắc sắc cái gương quỳ rạp trên đất thân ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc đây là cấm thiên kính. Đại nhân ngài ý là, đem cấm thiên kính đưa đến thiên công tác tổng bộ bí cảnh, giao cho ngươi liên lạc vị kia trên tay, để cho hắn nắm lấy cơ hội, giết kia tiểu tử, có này cấm thiên kính, đủ để trong vòng thời gian ngắn che đậy hắn khí tức, không đến mức bị thiên công tác thông thiên cực hỏa trụ phát hiện ra, giết tiểu tử, thiên công tác không thế phát hiện là hắn động thủ. Thân ảnh đồ sộ hiếp mắt, tiểu tử kia, bất quá địa tôn cảnh giới liền đã ở cùng cảnh giới có thể nói vô địch, nếu để cho hắn bước vào thiên tôn cảnh giới, vậy triệt để phiền toái, mà bằng vào thời gian bản nguyên, hắn trở thành thiên tôn hy vọng, so với bất luận cái gì nữa bước thiên tôn cũng cao hơn. Nhanh, nhanh chóng lập ra tính toán, bẩm báo cấp ta, nhất định phải dành thời gian giết chết nhân loại này. Đúng. Này ma tộc cường giả phủ phục cung kính nói, đồng thời thân hình chuyển hóa, dĩ nhiên hóa thành một vị nhân loại, trên thân khí tức cùng nhân tộc giống nhau như đúc. Đi đi. Thân ảnh đồ sộ trong tay cấm thiên kính rơi vào cái nhân tộc này thân ảnh trong tay. Quanh. Vậy người này tộc bộ dáng ma tộc trực tiếp bị na di ra nhất phương thời không, đến này nguy nga cường giả khống chế thời không ở ngoài, lập tức nhân tộc ma ảnh trực tiếp thuấn di biến mất. Tần trần, nếu ma tổ đại nhân đem chú ý ngươi nhiệm vụ giao cho ta, như vậy, bản tọa thì nhất định sẽ làm cho ma tổ đại nhân thỏa mãn. Này thân ảnh đồ sộ đứng ở cung điện trước, đen kịch trong hai con ngươi liên tục bạo dũng lấy kinh khủng sát ý, ung ung, này ma giới thế giới đều ở đây cổ sát ý phía dưới kịch liệt nổ vang. Tại vô tận sâu trong vũ trụ, có một mảnh tinh không mênh mông, những thứ này trong tinh không, vô số ngôi sao nở rộ sương mù hào quang, giống như ảo cảnh. Mà ở vô tận trong tinh quang, có một tòa nguy nga cung điện, toàn thân do ngôi sao hạch tâm cấu trúc, không thể phá hủy. Nơi này là tinh thần cung sở tại. Tinh chủ đại nhân. Tại tinh thần cung điện chỗ sâu nhất, một tên đỉnh cấp cường giả hạ xuống, hướng về phía bên trong cung kính nói. Chuyện gì đánh thức ta? Nhất đạo tinh quan thân ảnh di chuyển tới chỗ này. Hồi tinh chủ đại nhân, ta tinh thần cung tại thiên công tác trong nội ứng tin tức truyền ra, tinh chủ đại nhân từng để cho chúng ta chú ý tần trần, tiến vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh, lại được phong làm ủy quyền phó điện chủ, không lâu ước chiến thiên công tác hơn 1.500 tên cường giả, không một lần bại, nghe đồn trên người hắn có thời gian bản nguyên. Tần trần Danh tự này đều sắp bị ta quên. Chính là cái kia tại thông thiên kiếm các lấy được truyền thừa tiểu tử. Tinh chủ thân ảnh trên thân dũng động đáng sợ tinh quang tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên đề thăng to lớn như thế, thời gian bản nguyên, bản tọa đã sớm biết trên người hắn ẩn giấu có bí mật, bất tri bất giác, lại đề thăng tới mức độ này. Tinh thần cung chủ nỉ non nói, tinh quan ngưng tụ ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa sát ý. Tinh chủ đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Này tinh thần cung cường giả dò hỏi. Làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm, tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh chúng ta căn bản là không có cách thi triển động tác ta tinh thần cung trước đó không lâu mới vừa ngã xuống trụy tinh thiên tôn vạn tộc chiến trường phía trên cũng mất hết vốn liếng tổn thất nặng nề đã không có khả năng lại tổn thất nữa ngươi chỉ cần nhìn thẳng hắn nếu như tiểu tử kia rời khỏi tổng bộ bí cảnh có thể bẩm báo ta về phần hắn ngươi chờ đi chờ lấy ha 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 Ma tộc là sẽ không để mặt cho một nhân tộc thiên tài lớn lên, ngươi xem, Ma tộc nhất định sẽ động thủ. ầm, uhm. vô tận tinh quang vỡ nát, này tinh thần cung chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, nhân tộc hư thần điện, đại vũ thần sơn nhóm thế lực cũng tận đều là nhận được như vậy tin tức. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh tuy là hết sức bí ẩn, nhưng mà thiên công tác phát triển nhiều năm như vậy, đều là nhân tộc thế lực hai bên trong tin tức vẫn là cực linh thông, này trong vũ trụ, cơ hồ không có bí mật gì, lại thêm tầng trần gây ra chuyện gì thật sự là quá lớn, tự nhiên truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tại vũ trụ không gì sánh được rất xa hoang vô tinh không cương vực, vũ trụ bí cảnh chỗ sâu. Trong hư không, hắc sắc sóng gợn từng vòng hướng ra ngoài nhộn nhạo mở, tại vô tận hắc sắc sóng gợn hạch tâm, đang có một trận thể đen kịch thật lớn khô lâu vương tọa, chỉ có vương tọa đồ tựa lưng cuối cùng có 49 viên đen kịch dị tộc đầu khô lâu, này thật lớn vương tọa cao chừng có hơn 1.000 cây số, toàn thân chất liệu đen kịch. Nếu như con mắt quan sát này hắc sắc vương tọa, lại phản phất chứng kiến vô tận uông dương huyết hải, huyết sắc ngưng tụ đến mức tận cùng, chính là màu đen. 49 viên khảm nạm ở cạnh trên lưng đen kịch đầu khô lâu, càng là phản phất thời khắc xuất hiện ở chói tai linh hồn gào thét. Vương tọa, tọa lạc tại bao phủ hàng tỷ cây số hư không vô tận hắc sắc sóng gần hạch tâm, mà ở hạch tâm ở ngoài, là từng mảnh một mênh mông hắc sắc biển xương. Chủ nhân Tại hắc sắc sóng gợn phần cuối, có toàn thân đen kịt, trải rộng giữ tận gai nhọn bộ xương màu đen dị thú, phủ phục tại nơi, thanh âm cũng là trực tiếp truyền vào vô tận trong rung động, theo nhân tộc một cái con đường truyền tới tin tức, thiên công tác nhân tộc người thừa kế trong xuất hiện một tên gọi tần trần đỉnh cấp cường giả, nhân loại kia tần trần tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong tiếp chiến hơn 1.500 trận, lấy địa tôn tu vi khiêu chiến thiên công tác toàn bộ. Chấp sự, trưởng lão, thậm chí nửa bước thiên tôn, cuối cùng tất cả đều giành thắng lợi, không một lần bại. Còn có lời đồn, trên người người này có thời gian bản nguyên, lại tại mấy năm trước kia cũng bất quá là thánh chủ tu vi có thể khẳng định, trong nhân tộc lại xuất hiện một tên cao nhất thiên tài, với lại có thể ước đoán, hắn hiện tại đã được bổ nhiệm làm nhân tộc thiên công tác ủy quyền phó điện chủ, tương lai trở thành thiên tôn xác suất cực cao, một khi thành tựu thiên tôn, dựa vào hắn thời gian bản nguyên, vô cùng có khả năng thiên tôn trong đỉnh cấp tồn tại. Nhân tộc cao nhất thiên tài Hừ Hắc sắc vương tọa trong truyền ra băng lãnh tiếng hừ lạnh, làm này tiếng hừ lạnh vừa vang lên lên, nguyên bản yên lặng một phương thời không nhất thời rung động, trước chỉ là tạo nên vô tận hắc sắc sóng gợn, lúc này cũng là nhấc lên từng cái hắc sắc sóng biển, phản phất vô tận hắc sắc nộ long tại trong hư không truy đuổi du đảng. Rầm rầm rầm. Nơi xa rất nhiều biển xương đều sôi trào. Đầu tiên là chân long tộc ra một cái cao nhất thiên tài, tại vạn tộc chiến trường lấy địa tôn tu vi trọng thương ta cốt tộc linh cốt thiên tôn, không ngờ hôm nay nhân tộc cũng xuất hiện một cái có thời gian bản nguyên cao nhất thiên tài. Chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy, vũ trụ kỷ nguyên này lớn nhất thịnh thế sắp đến sao? Nhân loại ra thiên tài tuyệt thế, với lại mắt thấy tại không xa tương lai, sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Rất nôn nóng không phải chúng ta cốt tộc, mà là ma tộc. Ha ha! Cứ việc xem đi, lần này ta cốt tộc tại vạn tộc chiến trường tổn thất nặng nề, nhưng ma tộc sẽ không bỏ qua cái nhân tộc này sẽ đối với này nhân loại thiên tài tuyệt thế ám sát sắp bắt đầu ma tộc không thể nào để cho nhân tộc ra lại một cái tiêu diêu chí tôn hãy chờ xem nhân loại này tất nhiên sẽ chết ở nhân tộc ám sát phía dưới thật là làm cho ta chờ mong a à. ha ha tốt nhất là ma tộc cùng nhân tộc tất cả đều tổn thất nặng nề như vậy ta cốt tộc mới được thêm cơ hội nữa giết đi chém giết đi ha 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 hắc sắc vương tọa trong tiếng cười liên tục quanh quẩn một phương thời không. Tại hắc sắc sóng biển phần cuối, cả người giữ tận gai nhọn quốc tộc cường giả phủ phục hành lễ, lập tức hư không tiêu thất dĩ nhiên rời khỏi. Vũ trụ vạn tộc trong cao cấp nhất một trong chủng tộc yêu tộc. Yêu tộc, cùng nhân tộc đồng dạng, phân bố vũ trụ các giới, nhưng mà, yêu tộc lại cùng nhân loại đồng dạng, tại vũ trụ một cái hạch tâm chi địa, xây dựng một cái yêu giới. Yêu giới vô cùng mênh mông, có rất nhiều lãnh địa. Những thứ này lãnh địa bị các đại yêu tộc cao nhất chủng tộc chiếm lĩnh, như Kim Ô tộc, Hoàng Lăng nhất tộc, Thiên Lang tộc vân vân. Trong một mảnh mênh mông sơn mạch trong là Miêu tộc lãnh địa. Miêu tộc bộ hạ cũng có rất nhiều tiểu tộc, như Ngọc Miêu tộc, Linh Miêu tộc, Cửu Mệnh Miêu tộc, vốn là phân tán Miêu tộc, tại Cửu Mệnh Miêu tộc liên hợp phía dưới tại trăm vạn năm trước cả hợp lại cùng nhau, cũng rốt cuộc trở thành yêu tộc trong một cái cao nhất chủng tộc. Mà miêu tộc, ưa thích tinh thể. Tại miêu tộc trong đại bản doanh, lộng lẫy do rất nhiều tinh thể đúc thành nguy nga dãy cung điện, bao phủ vạn dặm khu vực, tinh thể này bên trong khu cung điện, từng khỏa mỹ lệ trân bảo, ngôi sao hạch tâm các loại, giống như trang sức phẩm, khảm nạm tại khắp nơi. Bên trong khu cung điện, sinh hoạt miêu tộc từng cái cường giả mà cửu mệnh miêu tộc lãnh địa liền ở vào dãy cung điện tối hạch tâm mà ở này tối hạch tâm một tòa hoành vĩ nhất trong cung điện một đại hắc miêu đang nằm tại mềm mại hoàn tọa trên tại đây đại hắc miêu chung quanh là rất nhiều miêu tộc mỹ nhân mỗi cái góc người nóng bỏng quần áo bại lộ nhưng mà trên thân lại mỗi cái tảng mát ra khí tức đáng sợ chính là ma tộc cường giả cao cấp nhất miêu hoàng đại nhân ta tộc theo nhân tộc chỗ ấy nhận được một tin tức, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Một tên miêu tộc nữ tử, mỉm cười nói, đi bước kiểu mèo, cái vui dài dài, rung lên rung lên, tràn ngập mê hoặc khí tức. Đại hắc miêu ngẩng đầu, lười biến nhìn đi tới miêu nữ tôn giả, trong tay còn cầm một cây to lớn chân thú, ăn miệng đầy dầu mỡ. Tại hắn bên cạnh, là một gã cửu mệnh miêu tộc nữ tử, tràn ngập địch ý nhìn đi tới quyến rũ nữ tử. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định sẽ ngẩn người, bởi vì này ngồi ở trên bảo tọa Hắc Miêu đúng là đại Hắc Miêu, chẳng biết lúc nào theo nhân tộc thiên giới đi tới nơi này yêu giới Miêu tộc lãnh địa, vẫn ngồi ở này đại biểu Miêu tộc đỉnh cấp cường giả thân phận trên bảo tọa. Tháp La, dừng lại, có tin tức gì dừng ở đấy nói là được rồi đại hắc miêu bên cạnh cửu mệnh miêu tộc nữ tử đúng là lúc trước xuất thủ cứu qua tầng trần cửu mệnh yêu tôn lúc này lại thần sắc cảnh giác nhìn đi tới miêu tộc nữ tử bột 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 cửu mệnh ngươi cũng quá bá đạo đi tự mình một người chiếm lấy miêu hoàng tiền bối làm sao ngươi biết miêu hoàng đại nhân không thích ta kề hắn bên tai nói đây quyến rũ miêu trá hí ngược nói nói trên người nàng tản mát ra như có như không khí tức đáng sợ Hiển nhiên là một tên thiên tôn cường giả. Hừ, miêu hoàng tiền bối là ta mang về yêu giới, ta tự nhiên biết miêu hoàng tiền bối nhu cầu. Cửu mệnh yêu tôn hừ lạnh nói. Tháp la thiên tôn cười hít mắt nói, cái gì ngươi mang về yêu giới, bất quá là ngươi vận khí tốt. Lúc trước vừa lúc đi qua nhân tộc thiên giới, gặp phải miêu hoàng tiền bối, mới được một ít sủng ái. Giống như miêu hoàng tiền bối như vậy đại nhân hậu cung ba nghìn mỹ nữ đều rất bình thường, lại nói, ngươi ở đây miêu hoàng tiền bối bên cạnh lâu như vậy, đã theo đỉnh phong nhân tôn đột phá đến nửa bước thiên tôn, hôm nay, thậm chí có hy vọng bước vào thiên tôn cảnh giới, đã hưởng thụ. Quá nhiều, ta miêu tộc mấy năm nay ở yêu tộc trong nơm nớp lo sợ, vì tộc quần, ngươi cũng không thể bá chiếm miêu hoàng tiền bối, cùng dính mưa mới là chính đạo. Này Tháp La Thiên Tôn nói rõ ràng đến cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra đúng là miêu tộc thiên tôn cường giả một đôi linh động hai mắt giống như có thể nói chuyện một dạng dụ dỗ đại hắc miêu tự hồ chỉ muốn đại hắc miêu ra lệnh một tiếng nàng sẽ mặc cho đại hắc miêu hái đúng vậy chúng ta cùng miêu hoàng tiền bối tiếp xúc thời gian quá ít đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể cùng miêu hoàng tiền bối tâm tình một cái nhân sinh trò chuyện một cái lý tưởng đây miêu hoàng tiền bối ta chỗ này có mấy đồ tốt lúc nào tiền bối ngươi lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đơn độc nhìn một chút. Miêu hoàng tiền bối, ta linh miêu tộc bản nguyên ẩn chứa linh khí, miêu hoàng tiền bối ngài hấp thụ nhiều một ít, nói không chừng tu vi khôi phục càng nhanh, hơn không bằng hôm nay ban đêm liền đến linh miêu tộc tẩm cung chứ. Dưới đại điện, từng tôn miêu tộc mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú đại hát miêu, liên tục nhìn trộm. Mấu chốt là, những thứ này miêu tộc mỹ nữ trên thân khí tức mỗi cái thâm bất khả trắc, giống như tinh không một dạng mênh mông, lại đều là thiên tôn cấp bậc. Đại Hắc Miêu, cư nhiên trở thành này Miêu tộc hoàng. Nếu để cho Tần Trần thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ nhổ nước bọt, cũng khó trách Đại Hắc Miêu sẽ vui đến quên cả trời đất, tại đây Miêu tộc trong lãnh địa, thì giống như tiến vào mỹ nhân ổ, đủ để để cho người ta lưu luyến quên về. Được được, đều đừng nói, chờ bổn hoàng khôi phục thực lực chút, lại đi sủng hạnh các ngươi, đây là phiền toái. Đại Hắc Miêu phất tay một cái, sau đó nhìn Tháp La Thiên Tôn, nói, nói đi, đến là chuyện gì, ngươi nói bổn hoàng sẽ cảm thấy hứng thú. Tháp La Thiên Tôn cười nói, là ngài để cho chúng ta thăm dò nhân tộc Tần Trần tin tức. Tần Trần Đại Hắc Miêu thẳng ngồi xuống, một đôi đồng tử trong nở rộ mơ hồ thần quang, giống như trực tiếp đâm vào phía dưới những thứ kia miêu tộc thiên tôn tâm linh tiểu tử kia làm sao? Đại Hắc Miêu cao mày nói. Tháp La Thiên Tôn cung kính nói, người này tiến vào nhân tộc thiên công tác tổng bộ bí cảnh, nghe nói lấy lực một người quyết đấu thiên công tác tổng bộ bí cảnh hơn 1.500 tên cường giả, bao gồm rất nhiều nửa bước thiên tôn, không một lần bại, nghe nói trên người hắn có thời gian bản nguyên, dựa vào thời gian bản nguyên, mới đánh bại dễ dàng những thứ kia nửa bước thiên tôn. Thời gian bản nguyên chung quanh dư miêu tộc thiên tôn đều lộ ra vẻ khiếp sợ đây chính là trong vũ trụ chí bảo vạn tộc đều nóng mắt thứ tốt đại hắc miêu cũng là hết sức đạm định trên người tiểu tử kia có thời gian bản nguyên đó không phải là không thể bình thường hơn được sự tình sao hừ lúc trước vẫn là bổn hoàng tại hạ giới chướng mắt thời gian bản nguyên tặng cho hắn đây rất nhiều miêu tộc mỹ nữ đều kinh hãi nhìn đại hắc miêu này thời gian bản nguyên dĩ nhiên là đại hắc miêu tặng cho tần trần khí miêu hoàng tiền bối cũng quá chơi lớn đi đại hắc miêu trong lòng cũng là khẽ động tần trần tiểu tử thực lực đề thăng rất nhanh sao liền nửa bước thiên tôn đều có thể đánh bại bất quá cũng vậy tần trần có càng không tạo hóa ngọc điệp lại thêm vạn giới ma thụ tài quyết chi lực thời gian bản nguyên loại bảo vật đề thăng mau một chút cũng có thể lý giải húng chi tần trần còn là vị kia truyền nhân. bất quá thời gian bản nguyên bại lộ một cái, tất nhiên sẽ bị vạn tộc để mắt tới, không phải là cái gì chuyện tốt a? À? không đúng. đột nhiên đại hắc miêu nhướng mày, ngồi dậy tới, ngươi là nói hắn tại quyết đấu trong bột lộ ra thời gian bản nguyên. tháp la thiên tôn gật đầu, nghi hoặc nhìn đại hắc miêu. này đối quyết rất trọng yếu, là người khác ép tiểu tử kia. Đại Hắc Miêu thăm dò. Đây cũng không phải, nghe nói khiêu chiến này là Tần Trần chủ động khơi mào, muốn đối thiên công tác chấp sự cùng trưởng lão tiến hành chỉ điểm. Chủ động khơi mào, có ý tứ. Đại Hắc Miêu ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Miêu Hoàng tiền bối, người chú ý nhân tộc Tần Trần cũng quá mức lỗ mãn, vì kiếm lấy một ít thiên công tác điểm cống hiến, cư nhiên bại lộ thời gian bản nguyên, chẳng lẽ hắn không biết vật này vạn tộc cũng sẽ tâm động sao hắn như vậy là tự dưng cấp bản thân thêm phiền toái hiện tại sợ là vạn tộc tầm nhìn cũng sẽ chú ý đến hắn một khi hắn rời khỏi thiên công tác tổng bộ bí cảnh nhất định nửa bước khó đi rất nhiều miêu tộc mỹ nữ cười nói cửu mệnh yêu tôn trong lòng cũng là cả kinh vội vàng nói miêu hoàng tiền bối có muốn hay không đưa tin thông báo một chút hắn thông tri hắn các ngươi biết cái gì? Đại Hắc Miêu cười nhạo một tiếng. Tiểu tử kia so với ai khác đều tin, chủ động bại lộ thời gian bản nguyên, đây là chuẩn bị bảy người đây chứ. Đại Hắc Miêu con ngươi ùng ục loạn chuyển, hắn đối tần trần quá giải khai, khi không có sinh tử dưới tình huống nguy hiểm, cư nhiên chủ động bại lộ thời gian bản nguyên, nhất định có hắn tính toán. Hắn miêu tộc thiên tôn cả đám trợn mắt há mồm, tần trần là chủ động bại lộ thời gian bản nguyên chuyện này. Rất không có khả năng chứ. Như vậy bảo vật, cho dù đều giấu thật tốt, tên ngu ngốc nào sẽ chủ động bại lộ. Đại Hắc Miêu có thể không đếm xỉ tới những thứ này miêu tộc cường giả tâm tư, con ngươi chuyển, lẩm bẩm nói, tần trần tiểu tử, đến dở trò quỷ gì. Vì hại ai, lớn như vậy đại giới đều sử xuất ra. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Tần Trần tự nhiên không biết Đại Hắc Miêu tại Miêu tộc quá ăn chơi đàn điếm sinh hoạt, cũng không biết mình thời gian bản nguyên, từ lâu dẫn đến toàn bộ vũ trụ khắp nơi oanh động. 126 triệu 500 nghìn điểm cống hiến Trong cung điện, Tần Trần đếm thân phận mình lệnh bài trong điểm cống hiến, tâm trạng khẽ nhúc nhích. Đây là một vô cùng kinh người số lượng. Cần biết, tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh, một triệu điểm cống hiến cũng đủ để hối đoái nhất kiện bình thường địa tôn bảo binh. Hơn 120 triệu điểm cống hiến, đủ để hối đoái hơn 100 cái địa tôn bảo khí, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Huống chi này hơn 100 cái địa tôn bảo khí, vẻn vẹn chỉ là tầng trần 4 ngày thu hoạch, truyền đi đủ để cho trong vũ trụ rất nhiều cường giả đố kỵ. Nhưng tầng trần lại không không quá để ý. Trên người ta, thiên tôn bảo khí đều có một ít, nhất kiện thiên tôn bảo khí, tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn điểm cống hiến, thậm chí càng nhiều hơn, này hơn một ức điểm cống hiến, sợ cũng chỉ có thể hối đoái một hai kiện thiên tôn bảo khí. Nếu để cho kẻ khác nghe được Tần Trần nói, nhất định sẽ nổi điên. Còn chỉ có thể hối đoái một hai kiện thiên tôn bảo khí, người biết thiên tôn bảo khí có nhiều quý hiếm sao? Đây cũng là tại thiên công tác, luyện khí sư thánh địa, thiên tôn cơ hồ nhân thủ nhất kiện thiên tôn bảo khí, nhưng mà ở bên ngoài một ít tiểu tộc trong, một ít thiên tôn mặc dù là tiêu hao vài vạn năm, cũng chưa chắc có thể được nhất kiện thuộc về mình thiên tôn bảo khí. Bất quá, này thiên công tác xây dựng trăm triệu năm, tàn bảo điện trong tự nhiên sẽ có một ít bảo vật, ngược lại là có thể đi xem, có hay không thích hợp ta thứ tốt. Tần trần trong lòng hơi động. Tần trần. Mà đúng lúc này, ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến tiếng kêu là chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả ha hả thực sự là muốn cái gì tới cái đó tần trần cười Sư. tần trần trong nháy mắt đi tới ngoài phủ đệ tần trần ngươi khiêu chiến thành công hiện tại toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều nghị luận điên chân ngôn địa tôn kích động nhìn tần trần hắn căn bản không nghĩ tới tầng trần vậy mà sẽ khiêu chiến thành công, hơn 1.500 trận, không một lần bại. Với lại cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tầng trần trên thân lại có thời gian bản nguyên. Bất quá tầng trần, ngươi vẫn còn có chút lỗ mãn, ngươi. Không nên bại lộ thời gian bản nguyên. Chân ngôn địa tôn thở dài nói, thời gian bản nguyên như vậy bảo vật, đủ để cho cường thịnh trở lại người tâm động, ngươi bại lộ vật này, Tất nhiên sẽ bị vạn tộc để mắt tới, sau này tại vũ trụ bên trong hành tẩu sẽ phiền toái rất nhiều. Thật, coi như là bại bởi những thứ kia nửa bước thiên tôn trưởng lão, thật cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu điểm cống hiến, theo ta được biết, lúc trước khiêu chiến ngươi nửa bước thiên tôn trưởng lão hẳn là chỉ có 21 người, coi như là tổn thất 21 triệu điểm cống hiến, ngươi cũng còn là được lợi. Chân ngôn địa tôn lắc đầu thở dài không hiểu vì cái gì Tần Trần muốn nhiều như vậy. 21 triệu điểm cống hiến đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là một giá trên trời, thậm chí đối với tại một ít bình thường địa tôn trưởng lão mà nói, cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được, nhưng đối với thời gian bản nguyên mà thôi, Tần Trần vẫn là quá lỗ mãn. Ha hả, không ngại. Tần Trần cười cười. Đi thôi, lần này được lợi điểm cống hiến, cùng đi tàn bảo điện, các ngươi không phải cũng muốn đi sao vừa lúc đi chọn một ít thích hợp ta bảo vật tần trần trước bay vút đi chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả lập tức cùng sau lưng tần trần đúng tần trần ngươi lần này đại thái được lợi bao nhiêu điểm cống hiến chân ngôn địa tôn hiếu kỳ hỏi hiện tại bên ngoài tính ra ngươi lần này khiêu chiến kiếm được điểm cống hiến sợ là muốn lên ức không kém bao nhiêu đâu hơn một ức một điểm cũng còn tốt. Tần Trần Thuận miệng nói. Hí! Chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả không khỏi ngẩn người. Hơn một ức một điểm, cũng còn tốt. Trời, này chẳng lẽ đã là một khoản siêu cấp cự khoản sao? Hôm nay toàn bộ thiên công tác, sợ là trừ bác đại đương chức phó điện chủ ở ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể so sánh tần trần điểm cống hiến nhiều hơn. Tần trần ba người, bay vút hướng tàn bảo điện, tượng thần đảo ở trên cũng có rất nhiều trưởng lão cảm giác được một màn này. Hôm nay Tần Trần, từ lâu thành thiên công tác người có tiếng tâm, nhất cử nhất động tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Tần Trần rời khỏi phủ đệ. Hắn đi thì sao? Chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả cũng đều đi theo, cái phương hướng này giống như là tàn bảo điện. Lần này kiêu chiến, nghe nói tần trần kiếm đủ đủ trên ức, đây chính là một khoản siêu cấp cự khoản, liền hối đoái thiên tôn bảo khí đủ. Thiên tôn bảo khí A, đây chính là ta mộng, tần trần cư nhiên 4 ngày liền làm đến. Cái này có gì, này hơn 100 triệu dặm, có ta đóng góp 10 vạn điểm cống hiến. Ngươi cho rằng không có ta sao? Chứng kiến tần trần đi tới tàn bảo điện, rất nhiều trưởng lão và nhóm chấp sự tâm đều toái, này nhưng là bọn họ điểm cống hiến A, Kết quả bị Tần Trần cắt rau hẹ tất cả đều thành Tần Trần ai từng cái các trưởng lão đều ai tháng không thôi này Tần Trần tốc độ kiếm tiền cũng quá biến thái người so với người thật là tức chết người bất quá bọn họ cũng chịu phục bởi vì Tần Trần là bằng bản sự của mình nhận được điểm cống hiến có bản lĩnh người cũng đi a à. tàn bảo điện không biết người này sẽ hối đoái bảo vật gì cấp trên để cho ta tìm một cơ hội giết này Tần Trần, cướp đi thời gian bản nguyên, nhưng tại này tổng bộ bí cảnh trong, nào có dễ dàng như vậy động thủ, bằng không mặc dù là giết chết này Tần Trần, bản tọa mình cũng xong, nhất định phải tìm một cái không gì sánh được nơi bí ẩn. Thông Thiên cực hỏa trụ trong huyền phù trong cung điện, nhất đạo âm lãnh tầm nhìn, ngưng mắt nhìn Tần Trần, tản mát ra yếu ớt ánh sáng lạnh. Tìm địa phương nào động thủ đây? hắn trầm tư. Tàn bảo điện, ở vào thông thiên cực hỏa trụ trong. Nơi này là thiên công tác an toàn nhất địa phương, thiên tôn khó vào, tự nhiên cũng là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong an toàn nhất địa phương chỗ. Muốn đi vào thông thiên cực hỏa trụ, nhất định phải đi qua phê duyệt, bình thường trưởng lão và chấp sự đều không thể tùy tiện tiến vào, nếu không sẽ bị trực tiếp diệt sát. Bất quá tần trần thân làm đương chức phó điện chủ, mà chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả đều có một lần tiến vào trong chọn bảo vật cơ hội thông thiên cực hỏa trụ tạo thành thất thải hỏa diễm đương nhiên sẽ không đối với bọn họ phát động công kích sau một lát tần trần liền đã tới này thông thiên cực hỏa trụ trước cùng cuộn lực hỏa diễm dũng động tần trần có một loại cảm giác một khi này thông thiên cực hỏa trụ bạo phát chỗ phóng xuất ra lực lượng kinh khủng tuyệt đối có thể phần diệt chính mình Tần trần ba người ào ào xuất ra mỗi cái lệnh bài thân phận, nhất thời, một đạo hỏa quang cuốn lên lệnh bài kia, mà lùi về sau trở lại, cùng lúc đó, tần trần ba người phía trước hỏa diễm xuất hiện một cái lỗ thủng. Tàng bảo điện ở nơi này thất thải hỏa diễm chỗ sâu, tần trần, đi, chúng ta đi vào. Chân ngôn địa tôn hưng phấn nói, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Tần trần gật đầu, trước khi đi, lại to mày mắt nhìn đầu đội thiên không chỗ ấy vài tòa to lớn cung điện huyền phù là phó điện chủ hành cung tần trần nhạy cảm cảm giác được dường như có một ít tầm nhìn đang nhìn mình chằm chằm một ít lưu ý bản thân phó điện chủ hay là ma tộc giang tế tần trần trong lòng khẽ nhúc nhích tâm cười nhạt tần trần ngươi nhìn cái gì chứ chân ngôn địa tôn thấy tần trần không có vào đây không khỏi nghi ngờ nói không có gì. Tần Trần cười lắc đầu, theo sau đi theo chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả hai người phút chốc tiến vào hỏa diễm, biến mất. Tiến vào vô tận hỏa diễm thông đạo, hiện lên ở Tần Trần trước mặt, một tòa cổ xưa cung điện. Mênh mông, thâm thúy, cổ xưa. Một cổ bá đạo khí tức lao thẳng tới tới, áp bách tại Tần Trần trên thân. Đây là một tòa không gì sánh được to lớn cung điện, ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa cung điện thẳng thủng trời cao, được thất thải hỏa diễm xoay quanh, giống như viễn cổ trong hỗn độn ma cung. tại phía trên cung điện này có một cái thật lớn bản hiệu, trên tấm bảng có ba chữ to: Tàng Bảo Điện. ầm, uhm. Tần Trần ánh mắt nhìn tới, nhất thời một cổ phản phất đến từ khí tức viễn cổ lao thẳng tới tới, làm cho Tần Trần hô hấp cũng vì đó cứng lại. thật mạnh khí tức. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Tần Trần hiện tại nhãn giới đã sớm phi thường, trải qua vạn tượng thần tàn sau, nếu chỉ luận hiểu biết, Tần Trần đã không thua gì với một ít đỉnh cấp cường giả, chỉ là tại một ít vạn tộc lịch sử các loại tri thức phương diện, còn không bằng một ít lão cổ hủ. Nhưng đơn thuần đối bảo vật giám định, Tần Trần tuyệt không yếu hơn thiên tôn cường giả. Mà trước mặt này tàn bảo điện, nguy nga cao chót vót, phía trên kia bốn chữ lớn, phản phất ẩn chứa vũ trụ thâm ảo nhất đại đạo chí lý một dạng, một loại đáng sợ quy tắc chi lực hạ xuống, bao phủ toàn bộ. Cổ lực lượng này quá mạnh, cường đại đến mặc dù là tầng trần bột phát ra toàn bộ chiến lực, sợ cũng không cách nào tổn hại cung điện này một phân một hào. Càng đáng sợ hơn, đúng là tàn bảo điện ba chữ to, ẩn chứa đặc thù hỗn độn quy tắc chi lực, cũng không biết viết này ba chữ to đến tột cùng là vị nào cường giả không hổ là thiên công tác tàn bảo điện đem bảo vật đặt ở một dạng như vậy cung điện trong ai có thể cướp đi cung điện này tản mát ra khí tức liền tần trần đều hoảng sợ có thể thấy được mặc dù là thiên tôn cường giả đến đây sợ cũng không cách nào công phá này tàn bảo điện cướp đi trong bảo vật ha ha, tần trần ngươi đây cũng không biết đi tàn bảo điện mặc dù là cất giữ ta thiên công tác bảo vật địa phương nhưng mà tại thời đại viễn cổ Tàng bảo điện bản thân chính là nhất kiện trí bảo, cao nhất chí bảo, mặc dù là cường giả chí tôn cũng mơ tưởng đơn giản ban phá, sở dĩ mới sẽ được dùng để làm thành tàng bảo điện. Chân ngôn địa tôn cười híp mắt nói: "Cái gì? Chí bảo?" Tần Trần híp mắt, nhìn kỹ lại, quả nhiên mơ hồ nhìn ra, cung điện này dĩ nhiên là một món bảo vật mà cũng không phải là bình thường cung điện. "Hí" cái này lợi hại. Hắc hắc, thế nào, ngay từ đầu không nhìn ra đi. Chân ngôn địa tôn cười nói. Tại tầng trần phía trước, hắn cũng chỉ có điểm này cảm giác về sự ưu việt, ít nhất đối thiên công tác giải khai so tầng trần nhiều. Tốt xấu hắn trước đây chính là thiên công tác cường giả, ở chỗ này cũng tu luyện qua không ít tuế nguyệt. Sư tôn, cái này có gì tốt ý, chí bảo này cũng không phải ngươi. Diệu quan tôn giả cảm thụ được chân ngôn địa tôn đắc ý, không nhịn được mở miệng. Chân ngôn địa tôn khí sắc nhất thời sụp xuống, trực tiếp cho diệu quan tôn giả một cái tác, tiểu tử ngươi không biết nói chuyện có thể hay không thì đứng nói. Thực sự là xui. Còn không cho phép ngươi sư tôn kiêu ngạo xuống. Muốn năm đó còn là hắn đi tới đông thiên giới cứu viện tần trần, chớp mắt, tần trần cũng đã xa xa ngự trị ở trên hắn, hắn cũng chỉ có thể đối với chuyện như thế này tìm được một ít tồn tại cảm giác trong lòng buồn bực có thể nghĩ sư tôn ngươi đánh ta làm gì diệu quan tôn giả buồn bực lời nói chứng kiến chân ngôn địa tôn cái kia sát khí đằng đằng tầm nhìn nhất thời không dám nói lời nào thật là chí bảo tần trần nhìn nửa ngày không khỏi gật đầu bảo vật này quá cường đại tần trần có một loại cảm giác đã siêu việt thiên tôn bảo khí cảnh giới so với trước kia ma linh thiên tôn thi triển ra phệ ma đều phải đáng sợ. Chẳng lẽ là, chí tôn bảo khí? Tần trần như có điều suy nghĩ. Nếu là có thể đem cung điện thu hồi, chẳng phải là có thể có được này tàn bảo điện trong toàn bộ bảo vật. Tần trần lẩm bẩm nói. Chân ngôn địa tôn cười nói, tần trần, ngươi nghĩ quá nhiều. Này cung điện nghe đồng chính là viễn cổ công tượng tác truyền xuống, nghe nói liền thiên tôn đại nhân đều không từng có năng lực hoàn toàn luyện hóa, cho nên mới lưu giữ ở đây, xem như tàn bảo điện sử dụng, sợ là liền bình thường chí tôn đến đây, cũng không cách nào đem luyện hóa đi. Ồ! Tần Trần trong lòng hơi động, lợi hại như vậy sao? Thiên công tác thần công thiên tôn tối thiểu là đỉnh phong thiên tôn cường giả, càng mấu chốt là hắn vẫn là một tên luyện khí sư, liền hắn đều không cách nào luyện hóa chí bảo xác định phi thường chí tôn bảo khí tần trần khẳng định này tàn bảo điện tối thiểu cũng là chí tôn bảo khí chân ngôn địa tôn đón lấy cười nói bất quá tàn bảo điện tại ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh rất nhiều bảo vật trong còn không tính là là mạnh nhất hắn chỉ có thể sắp xếp thứ hai chỉ sắp xếp thứ hai tần trần kinh hãi diệu quan tôn giả cũng nhìn sang không sai Tại ta thiên công tác trong, còn có một tòa cửu tầng bảo tháp, tên là Cổ Võ tháp, Cổ Võ tháp trong ẩn chứa vũ trụ hỗn độn mở ra lúc tà khí cùng các loại mở ra chi lực, là ta thiên công tác cao cấp nhất thí luyện chi địa, nghe đồn, Cổ Võ tháp tại Viễn Cổ công tượng tác niên đại liền luôn luôn cao chót vót ở giữa phiến thiên địa này, hôm nay lại là ta thiên công tác thánh địa, nếu như nói này tàng bảo điện thần công thiên tôn đại nhân vẫn có thể thử nghiệm luyện hóa nói, như vậy cổ võ tháp lại là liền thần công thiên tôn đại nhân đều không cách nào rung động. Cổ võ tháp. Tần trần rung động, mạnh mẽ như vậy sao? Diệu quan tôn giả liền nói, sư tôn, cổ võ tháp ở địa phương nào? Tại sao lại được xưng là ta thiên công tác thánh địa? Chân ngôn địa tôn cười nói, này cổ võ tháp cũng ở đây thông thiên cực hỏa trụ trong, bất quá không giống với tàn bảo điện cần thông thiên cực hỏa trụ tới thủ hộ, cổ võ tháp lại không cần, bởi vì vật này nghe đồn liền chí tôn đều không thể rung động. Còn như tại sao lại được trở thành thiên công tác thánh địa, là bởi vì này cổ võ tháp trong trời sinh có một cổ vũ trụ mở ra lúc sáng tạo chi lực, bên trong luyện khí sau bên ngoài dễ dàng mấy lần trở lên, ta thiên công tác rất nhiều trưởng lão và chấp sự nếu là có muốn đột phá thời điểm, liền sẽ tiến vào này cổ võ tháp trong luyện chế, bất quá này cổ võ tháp trong cực nguy hiểm, thậm chí có ngã xuống mạo hiểm, là một thanh kiếm hai lưỡi. Lợi hại Có thể để cho luyện chế dễ dàng mấy lần trở lên, biến thái như vậy sao? Diệu quan tôn giả vội vàng nói, sư tôn, này cổ võ tháp trong đến tục cùng có nguy hiểm gì, còn nữa, như thế nào mới có thể tiến vào trong? Chân ngôn địa tôn xấu hổ cười một tiếng, có nguy hiểm gì ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng không có đã tiến vào, muốn đi vào, Trừ đương chức phó điện chủ ở ngoài, nhất định phải đi qua phê duyệt, lại cần tiêu hao điểm cống hiến, xếp hàng muốn đi vào cổ võ tháp quá nhiều người, không phải muốn vào thì có khả năng tiến vào. Diệu quan tôn giả không lời nói, nguyên lai sư tôn ngươi cũng không có đi vào A. À. Chân ngôn địa tôn biến sắc, ầm một tiếng cho diệu quan tôn giả một cái tác, sư tôn còn có thể gạt ngươi sao? Cổ võ tháp sao? Tần trần trong lòng hơi hơi hiếu kỳ liền chí tôn đều không thể rung động bảo vật, hắn ngược lại rất mạnh mở mang kiến thức. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước tiến vào tàn bảo điện trong chọn bảo vật. Đi thôi. Tần trần ba người trực tiếp đi tới nơi này tàn bảo điện trước. Tàn bảo điện cửa chính quanh năm đóng, chỉ có tiến hành sinh sau đó, mới sẽ mở ra. Tần trần ba người đã sớm tiến hành qua đăng ký, cho nên khi tần trần ba người tới gần sau, này tàn bảo điện cửa chính một tiếng ầm vang chậm rãi mở ra, bề rộng chừng hơn vạn mét màu đồng cổ cửa chính hoàn toàn mở ra. Tần trần ba người cất bước đi vào. Đây là tần trần ba người sinh qua duyên cớ, nếu như ngoại nhân cưỡng ép tiến vào, sẽ bị tàn bảo điện trong nháy mắt diệt sát. ầm ầm Làm tần trần ba người sau khi tiến vào, cửa điện lại độ đóng. Đây chính là thiên công tác bên trong giành được bảo vật địa phương. Tần Trần nhìn toàn bộ tàng bảo điện bên trong, tàng bảo điện bên trong rất là mênh mông, vẻn vẹn ngay chính giữa để một cái cực lớn hẹn trăm mét đường kính thạch đài. Diệu Quang, ngươi trước lên đi. Phải sư Tôn. Diệu Quang Tôn giả đi trước đi tới trước thạch thai. Nhất thời, Nhất đạo vô hình hào quang rơi vào Diệu Quang Tôn giả trên thân. Cùng lúc đó, Diệu Quang Tôn giả phản phất ngơ ngẩn một dạng, trên thân dũng động đi ra từng đạo ba động. Một lát sau. Vù vù. Thạch đài hơi hơi tỏa sáng, sau một khắc, một thanh đen kịch chiến chùa y xuất hiện tại trên thạch đài. Đây là. Tần trần nhìn sang. Này chiến chùa y tạo hình cổ xưa, phía trên khắc phù văn cổ xưa, có chút không giống như là vũ khí, ngược lại như là luyện khí chùa y. Rất dễ nhận thấy, đây là một thanh luyện khí bảo vật, tuy là gồm cả chiến đấu công năng, ở mức độ rất lớn uy lực so với hắn nhân tôn bảo khí cũng không tính mạnh, chỉ có thể coi là bình thường. Diệu quan tôn giả cầm lên chiến chù y, trên mặt lại, lộ ra vẻ mừng rỡ. Tần trần gật đầu, xem ra diệu quan tôn giả hối đoái cũng không phải đề thăng thực lực mình bảo vật, mà là dùng đến luyện khí bảo vật. Kế tiếp diệu quan tôn giả sợ là sẽ phải tiến hành bế quan, đề thăng bản thân luyện khí trình độ. Sư tôn đến ngươi. Diệu Quan tôn giả thu hồi chiến chù y lui về. Chân ngôn địa tôn đi ra phía trước, trong tay nhanh chóng xuất hiện từng chui thần binh, bỏ vào đều trên thạch đài. Sư tôn ngươi đây là Diệu Quan tôn giả kinh ngạc. Chân ngôn địa tôn nói, này tàng bảo điện không những có thể nhận được bảo vật, đồng thời cũng có thể hối đoái bảo vật. Tàng bảo điện sẽ phán định ngươi lấy ra bảo vật giá trị, có thể đổi thành điểm cống hiến còn có chức năng này. Diệu quan tôn giả kích động, sư phụ ngươi làm sao không nói sớm. Nói sớm cũng vô dụng, tàn bảo điện đối với nhân tôn cấp bậc bảo vật có hứng thú, thánh binh, căn bản sẽ không vào hắn mắt, dù sao nơi này là thiên công tác tổng bộ bí cảnh, sở dĩ nói cho ngươi biết cũng vô ích. Chân ngôn địa tôn lắc đầu. Tần trần nhìn sang, quả nhiên, chân ngôn địa tôn lấy ra đều là một ít nhân tôn bảo khí, bất quá rất nhiều đều là tàn phá, cũng có một chút hư hại, hiển nhiên là hắn những năm gần đây chiến lợi phẩm. Những thứ này bảo binh đặt ở trên thạch đài, một ánh hào quang hiện lên, những thứ này bảo binh biến mất. Ngay sau đó, liền thấy một đạo bạch quang bao phủ lại chân ngôn địa tôn, bạch quang trong chân ngôn địa tôn tựa hồ tại thao tác cái gì, một lát sau, thạch đài lần thứ hai sáng lên bạch quang, một cái tương tự la bàn bảo vật xuất hiện trên bàn đá, được hắn thu điều này hiển nhiên là một kiện địa tôn bảo khí. Tần Trần quét mắt một vòng, này la bàn chắc là một loại trận pháp loại bảo vật. Tần Trần, ta và Diệu Quan Tôn Giả đã chọn xong, trước hết đi ra ngoài. Chân ngôn địa tôn chọn xong bảo vật sau, lúc này lôi kéo Diệu Quan Tôn Giả lui ra ngoài, cũng có không định dừng, cũng không có nhìn Tần Trần sẽ hối đoái cái gì. Bảo vật, phải một cường giả bài, Tần Trần nhận được nhiều như vậy điểm cống hiến, sẽ hối đoái cái gì không ai không muốn biết chân ngôn địa tôn bọn họ nếu như đứng ở chỗ này chỉ biết làm cho phiền toái sở dĩ rất biết điều liền rời đi đợi đến chân ngôn địa tôn cùng diệu quan tôn giả rời khỏi tần trần đi tới trước thạch thai chỉ cần đem bảo vật đặt ở trong bệ đá này tàn bảo điện sẽ xuyên thấu qua thạch đài đối bảo vật tiến hành một lần tinh tế tỉ mỉ kiểm tra tần trần lật tay một cái trong tay xuất hiện nhất kiện thần binh đây là một kiện địa tôn chiến đao bảo binh là hắn trước tại vạn tượng thần tàn trong chém giết một cái địa tôn cao thủ đoạt được tới tần trần đem bảo vật đặt vào trên thạch đài nhất thời một đạo bạch quang sáng lên tần trần trước mặt cư nhiên hiện ra một hàng chữ địa tôn chiến đao bảo khí giá trị một triệu rưỡi điểm cống hiến có thể hay không bán ra không tần trần thu hồi địa tôn bảo khí hắn chỉ là thử một chút giá trị mà thôi. Này địa tôn bảo khí ước chừng tại địa tôn bảo khí trong thuộc về tương đối bình thường, nhưng là không phải thấp nhất một đương. Mà căn cứ Tần Trần biết, tại đây tàn bảo điện trong, yếu nhất nhất kiện địa tôn bảo khí đại khái giá trị 100 vạn điểm cống hiến, cơ hồ không có thấp hơn 100 vạn điểm cống hiến địa tôn bảo khí. Một triệu rưỡi giá, cũng không cao lắm. Xem trước một cái này tàn bảo điện trên lệch giá như thế nào. Tần Trần lẩm bẩm nói: "Này địa tôn bảo khí bán ra nói giá trị một triệu rưỡi điểm cống hiến, nhưng nếu là mua tuyệt đối không chỉ cái giá này. Tần Trần trước muốn hiểu một chút ở đây giá thị trường mới quyết định. Dù sao những thứ này bảo khí tuy là Tần Trần tạm thời chưa dùng tới, nhưng trần đế các trong còn có người nhiều như vậy, chưa chắc không cần. Thấy Tần Trần thu hồi bảo khí, này tàn Bảo Điện cũng không có bất kỳ động tác." chỉ là tại tầng trần xuất hiện trước mặt một hàng chữ có thể hay không hối đoái bảo vật phải lần này tầng trần tuyển chọn phải vù vù tầng trần thì cảm thụ được một đạo bạch quan bao phủ lại bản thân sau một khắc hắn thấy hoa mắt bản thân cả người giống như là đặt mình trong tại một mảnh tinh không mênh mông trong một dạng bốn phía phải vô tận tinh không chuyện này tầng trần chấn động này tàng bảo điện vẫn còn có như vậy một cái công hiệu, khó trách trước diệu quan tôn giả cùng chân ngôn địa tôn hối đoái bảo vật thời điểm, tự hồ cũng có chút sửng sờ, có thể là bọn họ tuy là vẫn còn ở trước thạch thai, vừa ý thức cũng đã tiến vào này trong một vùng hư không. Đây là thiên công tác tàng bảo điện trong các loại bảo vật hối đoái cạn kẻ danh sách. Nhất đạo rõ ràng thanh âm trong hư không này vang vọng, đồng thời chỉ thấy giữa không trung thình lình xuất hiện một lờ mờ thật lớn hôi sắc danh sách chỉ thấy danh sách trên có thật lớn bốn cái sắp xếp. Vũ khí loại, phòng ngự loại, phụ trợ loại, đặc biệt loại. Tần Trần ngẩng đầu nhìn giữa không trung thật lớn hôi sắc danh sách. Vũ khí loại. Tần Trần mở miệng. Xôn sao. Trước mặt danh sách biến hóa, trong nháy mắt biến thành vũ khí loại danh sách, cùng lúc đó, vũ khí loại cũng chia thành ba cái chủng loại. Nhân tôn bảo khí, địa tôn bảo khí, Thiên Tôn Bảo Khí, tam đại cấp bậc, rất là rõ ràng. Địa Tôn Bảo Khí. Tần Trần trực tiếp một chút mở Địa Tôn Bảo Khí, nhất thời, rất nhiều Địa Tôn Bảo Khí huyền phù tại trong hư không, căn cứ cấp bậc, lại phân thành cao nhất Địa Tôn Bảo Khí, cao cấp Địa Tôn Bảo Khí, trung cấp Địa Tôn Bảo Khí, cùng cấp thấp Địa Tôn Bảo Khí. Tần Trần đem loại hình chọn được cấp thấp Địa Tôn Bảo Khí ngay lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều địa cấp địa tôn bảo khí, đồng thời một lần nữa chia rất nhiều loại hình như đao thương kiếm kích các loại. Những thứ này bảo khí giá cũng nhất nhất liền hiện ra. Tần trần lại điểm vào đao loại, rất nhiều đao loại bảo khí liền hiện ra, huyền phù cả tinh không. Tại đây chút đao loại bảo khí trong, Tần trần chứng kiến nhất kiện tiếp cận bản thân lúc trước lấy ra địa tôn chiến đao bảo khí nhất kiện bảo binh, hai triệu điểm cống hiến quả nhiên trên lệch giá cả. Tần Trần Như có điều suy nghĩ. Tần Trần Như có điều suy nghĩ. Đồng dạng khác biệt nhiều cấp bậc địa tôn bảo binh, mua cần 2 triệu điểm cống hiến, nhưng mà bán ra lại chỉ sẽ dành cho một triệu rưỡi, ước chừng tổn thất 25% trên dưới. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bất quá, thiên công tác cũng không phải tham. Tuy là hao tổn 25% giá trị, nhưng mà, tần trần nhưng cũng không cho rằng bất công nói ngược lại cho rằng hết sức hợp lý bởi vì như thiên công tác trong một ít các cường giả nhận được bản thân không dùng được bảo vật sau nếu như lưu lại cũng rất khó đề thăng thực lực mình chỉ có thể gác lại ở đó nhưng mà hối đoái đi ra ngoài lại có thể ở chỗ này chọn thích hợp bản thân bảo vật này bản thân liền là một loại tài nguyên hối đoái đem chính mình không cần hối đoái thành bản thân cần cái này ở khác chủng tộc, thế lực khác trong, bình thường rất khó làm đến, chỉ có thể lén lút giao dịch, mạo hiểm rất lớn. Nhưng mà tại thiên công tác trong, lại có thể hoàn mỹ tính ra giá, chỉ là thu lấy 20% tay trái tay phải tiếp phí, thật đã coi như là hết sức hợp lý. Trực tiếp rời khỏi danh sách, Tần Trần lại bắt đầu lại chọn, hắn đương nhiên sẽ không thật chọn nhất kiện địa tôn bảo khí, muốn xem, cũng phải là thiên tôn bảo khí. Tần Trần trực tiếp mở ra vũ khí loại kiếm loại thiên tôn bảo khí một nhóm. Nhất thời, ba thanh lợi kiếm hư ảnh huyền phù bốn phía hư không, có thể cho Tần Trần hết sức thằng xem thấy. Thiên tôn cấp bậc lợi kiếm bảo khí, tại đây tàn bảo điện trong lại có ba cây. Tần Trần nhìn kỹ lại. Này ba cây giá không như nhau, tiện nghi nhất, phải một thanh màu xanh cổ kiếm, giá trị 40 triệu điểm cống hiến. Quý nhất, phải một thanh hắc sắc cổ kiếm, giá trị 76 triệu điểm cống hiến. Ngay sau đó, Tần Trần lại tuyển chọn mấy cái khác loại hình. Một lát sau, Tần Trần đã biết rõ thiên tôn khí giá. Bình thường thiên tôn khí, tiện nghi nhất đại khái tại 30 triệu điểm cống hiến, đây đã là tiện nghi nhất thiên tôn khí, Tần Trần còn không có gặp qua càng tiện nghi, mà đắt một chút thiên tôn khí, lại cao đến hơn ức. Trừ cái đó ra, này tàng bảo điện trong trừ có vũ khí, còn rất nhiều tài liệu, bao gồm một ít luyện chế vũ khí cùng luyện chế dược tề tài liệu, cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Đặc biệt tài nguyên lại là đủ loại. Thậm chí ngay cả một ít các tộc kỳ dị bản nguyên bảo vật đều có, đều là thiên công tác theo vạn tộc chiến trường phía trên theo các tộc trong tay cường giả thu mua mà tới. Thiên công tác không hề chỉ cho vạn tộc luyện chế vũ khí, vạn tộc muốn vũ khí tự nhiên cũng cần theo thiên công tác trong tay mua giành được, tự nhiên sẽ bán ra một ít nhận được bảo vật. Tần Trần xem xét tỉ mỉ hơn một canh giờ, xem như là có lớn khái giải khai. Ta có hạo thiên thần giáp, hạo thiên thần giáp căn cứ ma linh thiên tôn chỗ nói, ít nhất cũng là đỉnh phong thiên tôn loại bảo khí, bởi vậy tại loại phòng ngự phương diện, ta cũng không cần. Tần Trần trước trực tiếp bỏ qua hối đoái loại phòng ngự bảo vật dù sao có hạo thiên thần giáp, Tần Trần đã không cần khác phòng ngự bảo vật, mà loại phòng ngự bảo vật luôn luôn là rất nhiều chủng loại bảo vật trong quý nhất đồng dạng cấp bậc bảo vật, loại phòng ngự phổ biến sẽ bị loại công kích đắt hơn 3 đến 5 thành. Vũ khí nói, cũng đủ, tại nhân loại trạng thái thời điểm, ta có thể sử dụng thần bí kiếm gỉ, mặc dù là trong linh hồn cường giả không ra tay. Thần bí kiếm kỹ bản thân cũng không thua gì với một dạng thiên tôn bảo khí, còn tại chân long tộc trạng thái vậy càng không cần phải nói long trảo bản chính là lợi khí ta được đến trụy tinh thiên tôn tinh thần chi thủ còn như bản nguyên cung ứng phương diện ta có càng không tạo hóa ngọc điệp trong hỗn độn bản nguyên cung ứng tôn giả chi lực căn bản không cần những thứ kia trân quý tài nguyên cung ứng ngược lại là có thể tại loại phụ trợ hoặc giả loại đặc biệt chọn một cái thích hợp bản thân bảo vật dù sao tại thân thể trạng thái phương diện gặp phải thiên tôn ta còn là đến cẩn thận một chút." Tần Trần yên lặng nói. "Tính trước làm sao?" Tần Trần đương nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp hối đoái, dù sao bất luận một cái nào thiên tôn bảo khí, động hơn mấy triệu điểm cống hiến, giá trị phi thường. Tìm nửa ngày, Tần Trần cuối cùng mở ra loại đặc biệt bảo vật, chỉ là này nhìn qua, Tần Trần cũng là không khỏi liếu lưỡi. "Quá đắt." Này loại đặc biệt trong bảo vật rất nhiều sau một ít vũ khí loại bảo vật đều nhiều hơn nhiều, tỉ như một ít phi hành cung điện, đã xem như là loại phụ trợ, coi như là loại đặc biệt, còn có một chút đối linh hồn có giúp đỡ kỳ vật, bao gồm hải tộc hải ma phương các loại, thật đều thuộc về loại đặc biệt. Loại đặc biệt trong, có trấn phong công năng, có phong ấn trận pháp, còn có một chút lĩnh vực loại, thậm chí là bảo mệnh cấp bậc bảo vật. Ở đây đồ đạc quá nhiều, thậm chí giả như tần trần càng không tạo hóa ngọc điệp bực này tiểu thế giới để ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ phân loại đến loại đặc biệt trong. Nhưng mà để cho tần trần không nói gì, vẫn là loại đặc biệt giá. Bình thường thiên tôn bảo khí vũ khí, tiện nghi cơ bản đều có 3, 4 ngàn vạn, với lại cũng không ít, quý một điếm là 5, 6 ngàn vạn, sau đó là 7, 8 ngàn vạn hơn ức. Mà loại phòng ngự tuy là đắt một chút, nhưng một dạng cũng liền năm, sáu ngàn vạn bắt đầu. Thế nhưng này loại đặc biệt, năm, sáu ngàn vạn lát đác không có mấy, rất nhiều đều là bảy, tám ngàn vạn bắt đầu, thậm chí hơn trăm triệu đều có không ít. Thật quý! Tần Trần nhìn một chút bản thân hơn 120 triệu điểm cống hiến, trước còn cảm thấy phải một khoản tiền lớn, hiện tại xem ra, đến thiên tôn bảo khí này một đương, thật cũng không tính nhiều. Xem trước một chút đi, hiện tại đề thăng thân xác loại, linh hồn loại, cùng với rất nhiều loại hình đối với ta đề thăng cũng không nhiều, bảo vật, cũng không phải là muốn chọn quý nhất, mà là muốn chọn thích hợp nhất. Tần Trần xem xét tỉ mỉ lấy, từng món một lướt qua. Đột nhiên, cô. Ánh mắt của hắn khóa chặt một món bảo vật, bảo vật này tên, hết sức kỳ quái, tên là Vạn Kiếm Hà. Mà để cho Tần Trần nghi hoặc phải, bảo vật này bộ dáng lại là một thanh kiếm. Kiếm loại vũ khí cư nhiên đặt vào loại đặc biệt. Tần trần hứng thú. Với loại này vạn kiếm hà giá cũng cực kỳ khủng bố, cao đến 100 triệu. Cái này so với trước ba thanh kiếm loại thiên tôn bảo khí cũng đắt hơn được nhiều. Mà vạn kiếm hà trong tài liệu lại không phải viết vũ khí, mà là lĩnh vực trận pháp loại. Tần trần lập tức điểm vào một thanh này vạn kiếm hà. Xôn sao. Tần trần tay mới vừa điểm vào một thanh này trường kiếm màu vàng ống hư ảnh, này nhất đạo trường kiếm màu vàng ống hư ảnh đột nhiên bạo tán ra, quanh thân tinh không mênh mông trong nhất thời xuất hiện một hình ảnh, chỉ thấy tinh không mênh mông trong, thình lình xuất hiện chi chít kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh hóa thành trùng trùng điệp điệp kim sắc dòng nước bao phủ tứ phương, một cái to lớn vô tận kim sắc trường hà lao nhanh lấy. Cùng kim sắc trường hà, dĩ nhiên là từng chui lớn bằng ngón cái tiểu kiếm cấu thành hóa thành đại dương bao la hà lưu. Mà ở này hà lưu trong, còn có 10 chui tản ra khí tức kinh khủng cường đại kiếm thể, một lớn chính nhỏ. Tại đây 10 chui kiếm thể bốn phía, vây quanh suy yếu kiếm nhỏ màu vàng kim, cấu thành tất cả kim sắc dị thú, gầm thét. Này 10 đầu dị thú. Mơ mơ hồ hồ, tại đây vô tận kim sắc trường hà bình thường đảng chơi đùa, tản mát ra kinh người khí tức. Vạn kiếm hà, phải tinh khiết lĩnh vực loại trận pháp bảo vật, do chui thiên tôn bảo khí thần kiếm cùng chính chui thiên tôn lợi kiếm bộ phận thành lập cùng với 9999 đạo tiểu kiếm kiếm thể cấu thành, mỗi một chui tiểu kiếm, cũng có thể hóa thân hoàn toàn, lấy hạch tâm thiên tôn lợi kiếm là trận tâm, chính chui thiên tôn lợi kiếm thành lập là trận nhãn. 9999 chui tiểu kiếm làm trận văn, hóa thành kiếm đạo trường hà, vốn có rất mạnh áp bách, trói buộc năng lực, nếu như địch nhân thực lực yếu, cũng có thể dựa vào vạn kiếm hà trực tiếp yên diệt đối thủ, nếu địch nhân mạnh, cũng có thể tinh thần kiếm hà lĩnh vực, phong sát đối thủ. Tàn bảo điện trong nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bởi vì là kiếm thể trận pháp loại lĩnh vực bảo khí, nhất định phải tu luyện kiếm chi đạo cùng trận pháp chi đạo song tuyệt cường giả có thể sử dụng, lại, bởi vì ẩn chứa lĩnh vực loại công năng, nhất định phải tại không gian pháp tắc nhất đạo đại thành, Tam đại đại đạo pháp tắc cùng vạn kiếm hà kết hợp, vi năng tăng lên, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một, lại uy năng tổn thất lớn nữa, hoàng mỹ thôi động, có thể đạt tới cao nhất thiên tôn bảo khí uy lực. Khác tu luyện giả, đều không thích hợp sử dụng vạn kiếm hà, không thể hối đoái. Lạnh lùng thanh âm sau khi nói xong liền khôi phục lại bình tĩnh. Cao nhất thiên tôn bảo khí Tần trần hít một hơi lãnh khí khác đã biết đỉnh phong thiên tôn bảo khí có nhiều đáng sợ, đó chính là ma linh thiên tôn vệ ma cấp bậc, hay là tương tự hạo thiên thần giáp, có thể làm cho mình ngăn cản ma linh thiên tôn bực này cường giả công kích, không đến mức trong nháy mắt miễu sát. Mà cao nhất thiên tôn bảo khí, chắc là so đỉnh phong thiên tôn bảo khí hơi chút kém như vậy một chút. Loại bảo vật này, mới giá trị 100 triệu điểm cống hiến sao? Có phải hay không quá tiện nghi điểm? tần trần có chút ngẩn ra bởi vì hắn cảm giác được này vạn kiếm hà trong chỉ một thanh chủ trận tâm kiếm thể cũng đã là cao cấp thiên tôn bảo khí còn lại chính chui lợi kiếm mặc dù chỉ là thành lập nhưng cũng là thiên tôn cấp bậc còn lại hơn vạn tiểu kiếm đồng dạng cũng là thiên tôn thành lập như vậy bảo vật kết hợp lại có thể hóa thành cao nhất thiên tôn bảo khí coi như là ít giá một tỷ tần trần đều sẽ không cảm thấy quá mức không ngờ nhưng bây giờ, chỉ cần 100 triệu thì có khả năng mua được. Này vạn kiếm hà, sợ là cực thích hợp bản thân. Giờ khắc này, tần trần tâm trạng kích động. Kiếm đạo cường giả, trận pháp cường giả, lại, trưởng khống cao nhất không gian quy tắc, toàn bộ điều kiện, mình cũng phù hợp. Quả thực là lượng thân làm theo yêu cầu. Với lại, tần trần vốn là am hiểu thi triển chân khí kiếm hà, mặc dù là hóa thành chân long tộc thời điểm cũng am hiểu thi triển chân long kiếm hà chỉ bất quá những thứ này kiếm hà đều là tầng trần bên trong hỗn độn chi lực ẩn chứa kiếm đạo phép tắc biến thành cũng không phải là thực thể hợp nhau thực lực so tầng trần yếu cường giả tự nhiên không quan trọng nhưng một khi đối mặt thiên tôn cường giả nhưng có chút không phải rất đủ nhìn hôm nay nếu như có vạn kiếm hà tại kết hợp bản thân hỗn độn chi khí cùng kiếm đạo phép tắc quy lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Tần trần ngẫm lại đều hô hấp dồn dập. Này vạn kiếm hà, cực tương tự kim long thiên tôn vạn lân giáp biến thành vạn lân hà, nhưng so vạn lân hà, tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Vạn kiếm hà. Tần trần tầm nhìn rơi vào vạn kiếm hà bên trên. Chọn. Vạn kiếm hà, cần 100 triệu điểm cống hiến, tần trần, có hay không đổi lấy. Đổi lấy. Tần Trần không chút do dự. Ầm ầm. Trên thạch đài bạch quang sáng lên, sáng lên tốc độ rất là chậm chậm, so với trước kia chân ngôn địa tôn bọn họ chọn thời điểm, muốn chậm quá nhiều, theo sát một món bảo vật chậm rãi bay lên, đúng là một thanh cổ xưa kiếm nhỏ màu vàng kim, huyền phù trên bàn đá khoảng không. Này một kiếm nhỏ màu vàng kim bay thẳng hướng Tần Trần, Tần Trần đưa tay nắm tại lòng bàn tay. Vạn kiếm hà. Tới tay Tần Trần lòng bàn tay một chút linh hồn chi lực thấm vào, linh hồn ấn ký lạc ấn trong, chỉ thấy này kiếm nhỏ màu vàng kim huyền phù tại Tần Trần phía trước, tỏa ra hào quang. Ngay sau đó, bạch quang xuất hiện, Tần Trần xuất hiện lần nữa tại mênh mông trong hư không. Hối Đoái vạn kiếm hà, cần nghiệm chứng, nếu không cách nào thôi động, lại không thể mang đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tần Trần trong lòng hơi động, lại còn có quá trình này trước chân ngôn địa tôn bọn họ cũng không có này nhất đạo trình tự làm việc. Chốc lát, tần trần lại bừng tỉnh. Vạn kiếm hà loại bảo vật này, chỉ giá trị 100 triệu điểm cống hiến, khác bác đại đương chức phó điện chủ, chưa chắc mua không nổi, mặc dù có thể lưu đến bây giờ, rất hiển nhiên là bởi vì tàn bảo điện thiết trí nguyên nhân. Thiên công tác tàn bảo điện có thể cho bộ hạ đệ tử cung cấp bảo vật, nhưng mà cũng không phải cho thiên công tác đệ tử tùy ý xuất ra đi bán ra, ở đây bảo vật tuy là ít giá bao nhiêu điểm cống hiến, nhưng trên thực tế kiếm được bên ngoài vạn tộc y nguyên chạy theo như vịt. Đặc biệt cao nhất bảo khí, tuyệt không phải giá trị có khả năng so sánh. Cũng tốt. Tần Trần nhắm mắt lại, trong nháy mắt dẫn động này vạn kiếm hà. Ào ào xôn xao. Vô cùng vô tận trong hư không. Kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt bột phát ra kiếm ảnh đầy trời, từng đạo kiếm quan từ trong toát ra. Tần trần cảm thụ được, vạn kiếm hà bên trong, có nhất đạo kinh khủng trận pháp. Những thứ này kiếm thể, không phải đơn giản tổ hợp lại với nhau, mà là thông qua trận pháp, mà muốn dẫn động kiếm thể, nhất định phải thôi động trận pháp này, nếu là ở trận văn, đạo tắc, phù văn các phương diện không có đặc biệt lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả đem vạn kiếm hà thôi động cũng không thể vạn kiếm hà cũng chỉ phải một thanh tiểu kiếm làm sao có thể đối địch khó trách muốn nhất định phải trận pháp sư mới có thể vù vù tần trần ánh mắt lạnh lùng tôn giả chi lực dũng động điên cuồng dũng mãnh vào đến vạn kiếm hà trong đồng thời từng tia hỗn độn khí tức tràn ngập ra hôm nay tần trần tu vi quá yếu địa tôn chi lực chưa chắc có thể đem vạn kiếm hà hoàn toàn thôi động nhất định phải ẩn chứa hỗn độn chi lực trong nháy mắt vạn kiếm hà bên trong trận pháp chợt được tầng trần dẫn động ầm uhm. lấy tầng trần làm trung tâm bán kính hơn ngàn dặm trong thiên địa lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp kim sắc lợi kiếm chỉ thấy này kim sắc lợi kiếm huyền phù hư không chi chiết vô cùng vô tận một lớn chính tiểu thập thanh kiếm thể huyền phù tại vô tận tiểu kiếm trong kiếm thể, cũng không có giống như trước vậy động đậy. Tần trần trong nháy mắt hiểu, quan hiểu trận pháp, có thể thúc giục vạn kiếm hà trong trận pháp, đem vạn kiếm hà kích hoạt còn không có dùng, những thứ này tiểu kiếm, cũng không phải là hoàn toàn thông qua trận pháp thôi động, trận pháp chỉ là phụ trợ, hạch tâm phải kiếm đạo quy tắc. Nếu không phải nắm giữ cao nhất kiếm đạo quy tắc cường giả, mặc dù là thôi động trận pháp, đem vạn kiếm hà kích hoạt, cũng không cách nào thao túng này vạn kiếm hà công kích. Có ý tứ. Tần trần cười. Kiếm tới. Ông ông vù vù. Trong thân thể hắn, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt kích xạ đi ra ngoài, nhất đạo kinh khủng kiếm ý, bỗng nhiên dũng mãnh vào đến này vô tận kiếm ảnh trong. Ào ào. Chỉ một thoáng, nguyên bản chỉ là huyền phù ở đó rất nhiều kiếm thể trong nháy mắt được thôi động, bắt đầu dân, hóa thành một cái mênh mông kim sắc trường hà, xoay quanh bốn phía. Rất nhiều kiếm quan tại đây kim sắc trường hà trong cạnh tranh với nhau vậy ngao du lấy. Tần trần lại là đứng ở nơi này vô tận hà lưu trung tâm. Kiếm đạo lĩnh vực. Trận pháp chi lực. Không gian chi lực. Trùng hợp. ầm Quy năng càng là tăng lên, toàn bộ thật lớn kim sắc trường hà ở giữa không trung lao nhanh hùng dũng, vô cùng cường đại chính con kiếm thể cấu thành dị thú gầm thét bộc phát ra vô tận sát khí đồng thời kim sắc trường hà tản mát ra không gian khí tức tại trận pháp kiếm thể kết hợp xuống trong nháy mắt tạo thành một mảnh mênh mông lĩnh vực phong tỏa hư không lúc này tầng trần thì huyền phù ở phía này trong hư không cuồn cuộn kim sắc trường hà tại quanh thân hắn xoay quanh hóa thành một mảnh hải dương mênh mông bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi Tần Trần trong nháy mắt cảm thụ được, này trong vòng ngàn dặm bên trong hư không, hoàn toàn ở hắn trưởng khống. Lợi hại. Tần Trần Thán phục. Thật địa tôn cường giả, cũng đã có cái gọi là cường đại hơn lĩnh vực, đó là một loại đối đại đạo áp chế, tạo thành bản thân chiến đấu không gian. Mà Tần Trần thôi động chân long kiếm khí sau, hoặc giả chân khí kiếm hà, tạo thành mênh mông kiếm khí hà lưu thời điểm đồng dạng sẽ hình thành nhất đạo đáng sợ kiếm hà lĩnh vực, bọc lại toàn bộ ở vào phương thiên địa này ở giữa cường giả. Bất quá, loại này lĩnh vực cường độ cũng không cao. Bởi vì vô luận là kiếm khí trường hà hay là chân long kiếm hà thật cũng đều không phải thực thể, mà là tầng trần đối với quy tắc, đối với đại đạo cảm ngộ, tạo thành đáng sợ lĩnh vực. Có lẽ, đối mặt địa tôn cường giả thời điểm, tần trần chân long kiếm khí hoàn toàn có thể nghiền giết đối phương nhưng mà đến thiên tôn cấp bậc loại này thuần túy tôn giả chi lực cùng quy tắc chi lực chỗ ngưng tụ thành sát chiêu thì không phải là rất đủ bởi vì không có thực thể hiện nay làm tần trần đem hỗn độn chi khí cùng kiếm đạo quy tắc hoàn toàn dung nhập vào này vạn kiếm hà trong sau tần trần trong nháy mắt có một loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác khác mơ hồ cảm giác được chỉ cần được khác này vạn kiếm hà bao phủ, mặc dù là thiên tôn cường giả, sợ là cũng cực khó tránh thoát. Ha ha ha! Tần Trần mừng rỡ, lúc này, khác cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Kim Long thiên tôn tại sao có thể một người độc chiến trị tinh thiên tôn cùng dung viêm thiên tôn hai đại thiên tôn mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí đối mặt cô Sơn thiên tôn, linh quốc thiên tôn, thâm hải thiên tôn nhóm cường giả vây công thời điểm, đều có thể kiên trì rất lâu chính là bởi vì vạn lân hà lĩnh vực công năng, phong tỏa không gian, tạo thành đáng sợ thực thể phòng ngự, đổi lại là chân long kiếm hà, khẳng định sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Mà tầng trần hiện tại chiếm được vạn kiếm hà, tại tầng trần trong cảm giác, một khi thôi động đến mức tận cùng, sợ là không so kim long thiên tôn vạn lân hà yếu, không đúng, chắc là chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là hiện nay ngàn dặm bán kính phạm vi còn nhỏ điểm. Khuếch tán, Tần Trần hít mắt, toàn lực thôi động này vạn kiếm hà, ung ung, liền thấy vô tận kiếm quang trong nháy mắt bạo dũng đi ra ngoài, từng đạo kim sắc kiếm ảnh điên cuồng bao phủ, giống như một kim sắc viên cầu liên tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Ba nghìn dặm, sáu nghìn dặm, chín nghìn dặm, một vạn dặm, làm này vạn kiếm hà được thôi động đến vạn dặm phương viên thời điểm. Tần Trần cảm giác được bản thân rốt cục đạt đến cực hạn. Không có khả năng lại tiếp tục mở rộng tiếp nữa. Tần Trần dừng lại thôi động, thật Tần Trần nếu như còn muốn mở rộng, cũng không phải là hoàn toàn không thể làm được, bất quá đến cái phạm vi này, quy lực đã bắt đầu yếu bớt, vượt lên trên vạn dặm phạm vi, đối thiên tôn cường giả trói buộc liền sẽ yếu bớt đến một cái rất thấp trạng thái, chỉ là phí phạm lực lượng mà thôi. Vạn dặm phương viên sao? đủ tần trần trong lòng im lặng ta hôm nay trạng thái đủ để đang đối mặt thiên tôn cường giả thời điểm có đầy đủ thủ đoạn tần trần lộ ra mỉm cười âm thầm gật đầu nếu như kết hợp ta khác rất nhiều thủ đoạn toàn lực thôi động này vạn kiếm hà lực lượng tiêu hao chút thời gian đại khái có khả năng mẫn diệt bình thường thiên tôn cường giả thậm chí có thể vây khốn trong đẳng cấp bậc thiên tôn cường giả quy năng tụ chỉ thấy toàn bộ kim sắc trường hà năng lượng nhanh chóng hướng chính cái dị thú trong quán trú đồng thời chính cái dị thú cũng biến thành uy năng rất mạnh hoàn toàn có thể trọng thương bậc trung thiên tôn cường giả nhiều trọng thương mấy lần lại thêm ta một ít khác thủ đoạn nói không chừng còn có kích sát đối phương cơ hội này làm tần trần rất là thỏa mãn nhiều thủ đoạn tần trần trong lòng tự nhiên mừng rỡ thu ào ào Tần Trần mỉm cười, nhất thời cuồn cuộn kiếm khí màu vàng ống trong nháy mắt thu lại, hoàn toàn bị Tần Trần thu lại đến trong cơ thể mình, biến mất. Hối đoái người có thể hoàn toàn thôi động vạn kiếm hà, hối đoái thành công. Lúc này nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Tần Trần lúc này mới cảm giác, trước dường như thủy chung có một cổ lực lượng áp chế ở này vạn kiếm hà ở trên mà vào giờ khắc này đã lặng yên biến mất, một thanh này vạn kiếm hà mới rốt cục hoàn toàn thuộc về mình. Nếu không, mặc dù này vạn kiếm hà đã bị mình hạ xuống linh hồn lạc ấn, lại rơi vào trong tay mình, nhưng lại căn bản mang không đi ra này tàn bảo điện. Ban nảy của lực lượng kia, đúng là tàn bảo điện lực lượng. Tần trần như có điều suy nghĩ. ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận. Chí tôn bảo khí. Chắc là... Lúc đầu Tần Trần đối này tàn bảo điện đẳng cấp còn có chút ngạc nhiên, nhưng mà lúc này, khắc triệt để hiểu được, này tàng bảo điện tối thiểu cũng là nhất kiện chí tôn bảo khí bằng không này vạn kiếm hà bản thân chính là cao nhất thiên tôn bảo khí mặc dù tàng bảo điện là đỉnh phong thiên tôn bảo khí cũng hoàn toàn không có khả năng chế trụ được kẻ khác thu lấy vạn kiếm hà không bị mang đi ra ngoài trừ phi là chí tôn bảo khí mới có khả năng này sớm nên nghĩ đến tần trần nhìn bốn phía ánh mắt trong toát ra nóng bỏng chí tôn bảo khí a đồ chơi này nếu là bị bản thân chiếm được, vậy mình chẳng phải là thì phát. Ngẫm lại trên người mình thứ tốt, càng không tạo hóa ngọc điệp nhất định là trí tôn bảo khí trở lên, dù sao cũng là một cái hỗn độn thế giới, thậm chí ngay cả trí tôn bảo khí đều căn bản thua kém, này là bảo vật vô giá. Cho dù ma tổ trên người bọn họ cũng chưa chắc nắm giữ một cái hỗn độn thế giới đi. Chỉ là càng không tạo hóa ngọc điệp không có công kích tác dụng, chỉ có thể phụ trợ trừ cái đó ra thần bí kiếm nghĩ không biết là cái gì cấp bậc hiện tại tần trần đã mơ hồ có chút hiểu này thần bí kiếm nghĩ vô cùng có khả năng chính là phong ấn tại trong cái kia kiếm ma cường giả trước kia thần binh mà kiếm ma cường giả ước chừng là cùng thông thiên kiếm các lão tổ một cái cấp bậc đỉnh phong chí tôn hay hoặc là nửa bước siêu thoát tần trần cũng không rõ ràng bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ cái gọi là siêu thoát cảnh đến tột cùng là cái cảnh giới gì, là trí tôn trên cảnh giới. Vẫn là chỉ là một loại kiến giải. Nhưng bất kể như thế nào, nếu thần bí kiếm nghĩ thực sự là viễn cổ kiếm ma thần binh, thời kỳ toàn thịnh tối thiểu cũng là nhất kiện trí tôn bảo khí, đây là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, bảo vật khác tầng trần cũng không biết rõ bọn họ đẳng cấp. Nói chung rất mạnh là được nhưng mà này tàn bảo điện, cũng nhất định rất mạnh. Nhìn nhìn lại còn lại hơn hai chục triệu điểm cống hiến có khả năng hối đoái một cái gì đi. Tần trần tầm nhìn lần thứ hai rơi vào trước mặt danh sách trên. Hai chục triệu điểm cống hiến, một ít thiên tôn bảo khí thì không cần nghĩ, tần trần bây giờ muốn là nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tài liệu đặc biệt. Lần thứ hai tại loại đặc biệt tìm tòi. Đột nhiên, một khỏa màu xanh thẳm mộng ảo thủy tinh hiện ra tại tầng trần trong tầm mắt. Mộng huyễn mị tinh Đến từ trong vũ trụ tinh không tài liệu đặc biệt, cao nhất luyện khí bảo vật, có thể luyện chế thành các loại bảo vật, bản thân ẩn chứa có thanh tẩy ma khí, tinh lọc tâm linh tác dụng, quanh năm đeo ở trên người, càng làm bản thân càng thêm mộng ảo, tiếp cận mộng ảo chi đạo. Giá trị, 20 triệu điểm cống hiến Thấy một khối này mộng huyễn mị tinh, Tần Trần trong lòng bỗng nhiên hiện ra tới một cái nhớ thương thân ảnh. Tư tư. Tần Trần viền mắt ướt ác. Không biết tư tư hiện tại như thế nào, tại ma giới có khỏe không? Lúc trước thiên giới thí luyện, tư tư bị công chúa ma tộc luyện tâm la mang đi, tin tức hoàn toàn không có. Tần Trần mơ hồ biết, tư tư chắc là đi ma tộc, chỉ là đến tộc cùng tại ma tộc địa phương nào, Tần Trần cũng không rõ ràng. Hắn an bài tầng ma tiến vào ma giới, chính là vì tìm hiểu ma tộc tung tích, đồng thời tìm được tư tư tung tích. Nhưng mà, tin tức hoàn toàn không có. Ma giới quá rất xa, thế cho nên các đức hắn và phân thân tầng ma trong cảm nhận, bất quá, lấy linh viên bọn họ đều có thể tại ma giới hỗn phong sinh thủy khởi, phân thân tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý. Với lại, ở đột phá địa tôn sau, Tần Trần thật đã có thể mơ hồ cảm giác được phân thân Tần Ma khí tức. Thậm chí, Tần Trần còn có thể cảm giác được phân thân khí tức còn rất mạnh. Tư tư. Tần Trần nỉ non. Không biết phân thân có hay không dò thăm tư tư tin tức, hắn đã từng phân phó linh viên bọn họ tìm hiểu, nhưng mà, cho tới bây giờ, còn chưa không âm thanh. Lúc này nghĩ đến tư tư, Tần Trần linh hồn đều ở đây hoảng sợ, tâm trạng đang run rẩy một loại mạnh mẽ thống khổ tràn ngập tần trần toàn thân từ lúc tư tư sau khi rời đi tần trần chẳng bao giờ quên qua đối tư tư tưởng niệm nàng tại ma giới có khỏe không lấy tư tư tính cách nàng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua vì nhìn thấy bản thân cho dù tại luyện ngục nàng cũng sẽ gian nan sống tiếp ma giới sao bất kể là vì tư tư vẫn là vì cứu ra thượng quan uyển nhi hoặc là đánh bại ma tộc hắn đều muốn đi ma giới một chuyến. Hối đoái Tần Trần khôi phục thanh tĩnh, trực tiếp hối đoái cái này mộng huyễn mị tinh. Tuy là đây chỉ là một khối tài liệu, nhưng mà, giá trị hai chục triệu tài liệu, thật sau một ít giá trị mấy triệu thiên tôn bảo khí đều phải đáng sợ. Vật như vậy nếu là có thể luyện chế được một món bảo vật, tất nhiên giá trị phi thường. Tư tư, ta sẽ đem đối với ngươi tưởng niệm, ký thác vào này mộng huyễn mị tinh phía trên, đem luyện chế thành một món bảo vật, đến lúc đó tự thân đưa cho ngươi. Tần Trần lẩm bẩm nói. Hối đoái hai thứ bảo vật này sau, Tần Trần trên thân điểm cống hiến rốt cục đã tiêu hao không sai biệt lắm. Theo trên thạch đài cầm lên mộng huyễn bị tinh, Tần Trần đang muốn chuyển thân chuyển thân rời khỏi tàn bảo điện, đột nhiên thì, tâm tư khác khẽ động. Nếu này tàn bảo điện chính là viễn cổ công tượng tác bảo khí, với lại tối thiểu là trí tôn bảo khí, ngươi nói, mình có thể hay không đem luyện hóa đây? Nếu không thì, thử xem xem có thể hay không đem tàn bảo điện cũng cho thu. Tần trần trong lòng hơi động, hắn lặng lẽ meo meo mắt nhìn bốn phía hư không, tay phải chạm đến ở đó trên thạch đài, một cổ vô hình linh hồn chi lực đã lặng yên tràn ra đi. Tần trần nhìn ra, thạch đài này cho dù không phải tàn bảo điện hạch tâm, cũng là trọng yếu bộ phận một trong. Vù vù, linh hồn chi lực bao phủ, tần trần cảm nhận tiến vào thạch đài, quả nhiên trong nháy mắt thì cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ, tại đây trong bệ đá tàn bảo điện chỗ sâu, ẩn chứa có cái này tàn bảo điện hạch tâm cấm chế cùng trận pháp. Chỉ là hiện ra tại tần trần trước mặt, cũng là đen kịp một màu hư không. Di, rõ ràng cảm giác đến trong này có cấm chế cường đại cùng trận pháp, vì cái gì sau khi đi vào thì hoàn toàn cảm nhận không tới đây. Tần Trần không nói gì. Mặc kệ, thử nhìn một chút lại nói. Ngược lại trước chân ngôn địa tôn nói, thiên công tác có hai đại trọng bảo, một là cổ võ tháp, vạn cổ không thể rung động, cái khác đúng là tàn bảo điện, thần công thiên tôn cũng chỉ là trưởng khống một chút, chưa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có thể dùng được tới làm tàn bảo điện. Nếu chưa hoàn toàn luyện hóa, dễ nhận thấy đã nói lên này tàn bảo điện còn chưa phải là thần công thiên tôn, vạn nhất bản thân luyện hóa, bày đi ra tàn bảo điện toàn bộ uy lực, đây cũng là vì thiên công tác làm đóng góp chứ sao. Ân, ừ. Rất có đạo lý. Tần Trần trong lòng nói như vậy lấy, một bên một cổ cường đại linh hồn chi lực hướng tàn bảo điện chỗ sâu hư không vô tận bỗng nhiên giữa tràn vào. Tuy là đây là đen kịp một màu hư không, gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Tần Trần liền rõ hiển cảm giác được cấm chế này cùng trận văn nhất định đang ở bên trong, vọt vào lại nói. Đối mặt thứ tốt, lúc nào cũng muốn cứng rắn, cả gan trực tiếp làm, do do dự dự khẳng định sẽ không ngươi phần. ầm ầm Làm tần trần linh hồn chi lực xông vào đến này đen kịt hư không chỗ sâu trong nháy mắt. Tần trần trước mặt trong nháy mắt xuất hiện từng đạo đáng sợ cấm chế cùng trận văn, đúng là này tàn bảo điện hạch tâm cấm chế. Không gì sánh được mênh mông, cường hãn vô cùng. Tần trần trừng lớn hai mắt, thật đúng là bị ta tìm được nhưng không đợi hắn tính toán trưởng khống những cấm chế này cùng trận văn đây quanh một tiếng tại đây tàn bảo điện trong một cổ đáng sợ uy áp dâng lên từ nơi này cấm chế cùng trận pháp trên trong nháy mắt hiện lên bản năng phản lại hướng tầng trần phúc tầng trần này nhất đạo linh hồn chi lực tại đây đạo bỗng nhiên xuất hiện đáng sợ dưới sự uy áp trực tiếp vỡ nát cả người bạch 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 lùi lại mấy bước sắc mặt tái nhợt Bên trong khí huyết dũng động, kém điểm không có phun ra một nguồn máu tươi tới. Thật mạnh. Tần trần trong ánh mắt có một chút hoảng sợ, quá mạnh, này bỗng nhiên xuất hiện một cổ linh hồn khí tức, so tần trần chỗ thấy qua vô số cường giả đều phải đáng sợ nhiều. Đây tuyệt đối là một cái cực cường giả khủng bố lưu xuống linh hồn lạc ấn, vẹn vẹn bản năng phản lại, liền đem tần trần nhất đạo linh hồn lạc ấn cho bắn toái. Đáng sợ đáng sợ. Tần Trần sắc mặt tái nhợt. Thảo! Không phải nói này tàn bảo điện là vật vô chủ sao? Liền thần công thiên tôn đại nhân đều không cách nào luyện hóa, chỉ là nắm trong lòng bàn tay một chút công năng mà thôi, làm sao sẽ lọt vào như vậy một cổ sức mạnh cường hãn phản vệ. Tần Trần nhìn rõ ràng, rõ ràng, này nhất đạo cường đại linh hồn chi lực rõ ràng in vào tàn bảo điện chỗ sâu, đã hoàn toàn chưởng khống tàn bảo điện đối phương cũng không phải là có ý định ra tay với chính mình mà là bởi vì tần trần linh hồn lạc ấn xông vào trong so với muốn mạnh mẽ cướp đoạt đã bị người luyện hóa bảo vật này lực lượng linh hồn bản năng phản vệ mà thôi tần trần đều không cần mơ mộng cũng biết này linh hồn lạc ấn là ai trừ thần công thiên tôn thiên công tác còn có người khác có thể trưởng khống này tàn bảo điện sao tin tức giả hại chết người a linh lợi tần trần xoay người rời đi trước tiên liền rời đi tàn bảo điện, một tiếng ầm vang, tàn bảo điện cửa chính rơi xuống, tầng trần đầu cũng sẽ không. Không chạy chẳng lẽ ở tại chỗ này ăn cơm không? Nếu như này tàn bảo điện thật đã bị thần công thiên tôn đại nhân luyện hóa. Sao bản thân động tác, đi qua ban nảy phản vệ, khẳng định đã bị thần công thiên tôn đại nhân cảm giác được, nếu không chạy chẳng lẽ muốn mang đến nhân tan đều lấy. Mất mặt A, ném người chết không có khả năng thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Sư Tần trần hóa thành lưu quang, chớp mắt liền rời đi tàn bảo điện, lướt về phía bản thân hành cung. Nhìn, là tần trần. Ngốc lâu như vậy mới từ tàn bảo điện trong đi ra, đây là hối đoái bao nhiêu thứ tốt. Các ngươi nói này tần trần có thể hay không hối đoái thiên tôn bảo khí. Đó còn cần phải nói sao, hắn lần này kiếm được điểm cống hiến, tối thiểu hơn ức mua cái thiên tôn bảo khí hoàn toàn không nói chơi cũng không biết hắn hối đoái cái gì thấy tần trần xuất hiện tại tượng thần đảo rất nhiều cảm giác được chấp sự cùng trưởng lão xì xào bàn tán tràn ngập ước ao nhưng cũng có một đôi băng lãnh tầm nhìn chăm chú tần trần mang theo địch ý tại tần trần trở lại phủ đệ mình sau này một ít thân ảnh lặng yên tụ tập cùng một chỗ này mấy bóng người bọn họ đều là trưởng lão cấp bậc trong thậm chí có nửa bước thiên tôn cường giả. Long Nguyên trưởng lão cũng ở đây trong. Những thứ này trưởng lão, ào ào tiến vào một cái nhà tương đối to lớn trong cung điện. Hắc vũ trưởng lão. Xin chào Hắc vũ trưởng lão. Những thứ này các trưởng lão tiến vào trong cung điện sau, ào ào hướng về phía tại trong cung điện nên tiếp chư vị trưởng lão một cái cường giả cung kính hành lễ. Đúng là Hắc vũ trưởng lão chư vị tới vừa lúc. Hắc vũ trưởng lão mắt nhìn vài tên trưởng lão, lúc này mang theo mọi người đi tới cung điện chỗ sâu một cái bí ẩn không gian. Vù vù. Khi này mấy bóng người tụ tập tại đây trong một tòa cung điện sau, đột nhiên thì, nhất đạo hắc sắc ảnh xạ xuất hiện ở đây này trong một tòa cung điện. Đại nhân. Nhìn thấy này bóng người màu đen, nhóm người này lúc này cung kính quỳ rạp trên đất. Chư vị đứng lên đi hắc sắc ảnh xạ trầm giọng đến. Hắc vũ trưởng lão đám người ào ào đứng lên. Tuy là này hắc sắc ảnh xạ xây dựng địa điểm là hắc vũ trưởng lão cung điện, nhưng mà, này một vị hắc sắc ảnh xạ thân phận bọn họ những thứ này trưởng lão thật cũng không người biết, bọn họ chỉ biết là, tại thiên công tác trong có một tên phó điện chủ là thủ lĩnh bọn họ, chỉ huy bọn họ tại thiên công tác trong ẩn nút. Trên thực tế, ở đây vài tên trưởng lão cũng là tại một lần trong hợp tác mới hiểu hai bên thân phận, mà bọn họ cũng biết, trừ mấy người bọn hắn ở ngoài, Thiên Công Tác trong còn có một chút ma tộc gian tế, số lượng còn không ít. Ma tộc tại Thiên Công Tác lợi dụng không mấy năm thời gian, tốn hao lớn vốn gốc, mới an bài xuống nhiều như vậy gian tế, đối gian tế bảo mật, ma tộc đã làm đến cực hạn. Khoảng cách lần trước hắc sắc ảnh xạ triệu tập mấy người bọn hắn, đã qua thật lâu lần này cấp trên đột nhiên triệu hoán, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Tần Trần hiện tại đang làm cái gì? Hắc sắc ảnh xạ nhàn nhạt nói. Hắc vũ trưởng lão trong lòng mấy người rùng mình. Quả nhiên là bởi vì Tần Trần. Tần Trần tại thiên công tác náo sôi sùng sục, rất dễ nhận thấy, tất nhiên là bị ma tộc để mắt tới. Đại nhân đây là muốn động thủ sao? Hắc vũ trưởng lão lúc này cung kính nói, bẩm đại nhân tần trần mới từ giấu trong bảo điện trở về bây giờ trở lại bản thân trong cung điện còn cụ thể đang làm cái gì chúng ta cũng không rõ ràng bất quá người này cùng chân ngôn địa tôn bọn họ cùng nhau tiến vào tàn bảo điện chân ngôn địa tôn rất nhanh liền đi ra nhưng này tần trần tại tàn bảo điện trong lưu lại rất lâu không biết hối đoái cái gì hắc sắc ảnh xạ cười lạnh một tiếng có thể hối đoái cái gì theo ta thống kê người này nhận được điểm cống hiến, ước chừng tại 120 triệu trên dưới, cơ bản có thể hối đoái tuyệt đại đa số thiên tôn bảo khí, tiến vào tàn bảo điện tất nhiên sẽ tuyển chọn thiên tôn bảo khí, chỉ là không biết tuyển chọn loại phòng ngự vẫn là loại công kích, hay là, lưỡng dạng đều có. Hắc vũ trưởng lão đám người trong con ngươi nhất thời toát ra màu nhiệt huyết. 120 triệu điểm cống hiến, cái này trên căn bản có thể hối đoái ước chừng hai kiện thiên tôn bảo khí hai kiện thiên tôn bảo khí a, à, bọn họ những thứ này các trưởng lão cũng còn nhất kiện không có đây, đừng nói là bọn họ những thứ này trưởng lão, mặc dù là Hắc Vũ trưởng lão như vậy nửa bước thiên tôn, trên thân cũng không có nhất kiện thiên tôn bảo khí. Hắc Sắc ảnh xạ dường như biết những người này ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, yên tâm, lập tức, những thứ này thiên tôn bảo khí thì không phải là tiểu tử này. Đại nhân ngươi đây là hắc vũ trưởng lão đám người trong lòng cả kinh. Không sai, ta đã nhận được kia nhất tộc tin tức, yêu cầu chúng ta giải quyết này tần trần. Hắc sắc ảnh xạ nói. Hắc vũ trưởng lão đám người trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt cảm giác được một chút không hay. Đại nhân không phải là muốn cho bọn họ ra tay đi. Hắc vũ trưởng lão nhất thời nói, đại nhân, phải nghĩ lại a, à, tần trần có thời gian bản nguyên, thực lực phi phàm, mặc dù là chúng ta toàn bộ xuất thủ, sợ cũng không phải tần trần đối thủ, với lại một khi chúng ta động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ, đưa tới thông thiên cực hỏa trụ tập sát. Hắc vũ trưởng lão bọn họ trong lòng run sợ. Bởi vì, bọn họ thật sợ hắc sắc ảnh xạ sẽ để cho bọn họ xuất thủ, tần trần thực lực, bọn họ không phải không biết, để cho bọn họ xuất thủ đó không phải là chịu chết sao. Chớ nói chi là mặc dù bọn họ thật phục kích kích sát tần trần, vậy cũng giống như triệt để bại lộ, tại tổng bộ bí cảnh trong động thủ, chắc chắn phải chết. Hắc sắc ảnh xạ hừ lạnh một tiếng, hừ, khẩn trương cái gì, bản tọa lại không nói để cho các ngươi động thủ. Chẳng lẽ đại nhân ngươi muốn tự mình động thủ? Hắc vũ trưởng lão bọn họ cả kinh. Hắc vũ trưởng lão nhất thời lần nữa nói, đại nhân, ngài động thủ, thật là có thể kích sát tần trần, thế nhưng, cũng tất nhiên sẽ bại lộ tại thông thiên cực hỏa trụ bao phủ phía dưới một khi thông thiên cực hỏa trụ phát uy đại nhân sợ là ngài cũng thông thiên cực hỏa trụ cực kỳ khủng bố thiên tôn khó cản đây là thiên công tác tổng bộ bí cảnh chỗ đứng căn bản bọn họ mặc dù biết trước mặt này một vị hắc sắc ảnh xạ có thể là bác đại đương chức phó điện chủ trong một vị có thể mặc dù là bác đại phó điện chủ cường giả như vậy một khi động thủ bị thông thiên cực hỏa trụ khóa chặt, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đây cơ hồ là một cái khó giải đáp án. Ai nói bản tọa muốn tại đây thông thiên cực hỏa trụ phạm vi xuống xuất thủ? Trước mặt này thân ảnh màu đen mặc dù chỉ là nhất đạo ảnh xạ, mọi người cũng cảm thụ được này hắc sắc ảnh xạ trong lòng cười nhạt. Vậy đại nhân ngài ý là? Hắc vũ trưởng lão bọn họ đều sửng sốt, không ở thông thiên cực hỏa trụ phạm vi xuống xuất thủ chuyện này khả năng sao toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều ở vào thông thiên cực hỏa trụ phạm vi bao phủ căn bản không có sai lầm địa phương trong một tên trưởng lão nhíu mày nói đại nhân ngài ý tứ là muốn để cho này từng trần rời khỏi tổng bộ bí cảnh sau đó mới động thủ hắc sắc ảnh xạ cười lạnh nói các ngươi đầu óc đây tổng bộ bí cảnh tuy là toàn bộ bao phủ tại thông thiên cực hỏa trụ trưởng khống phía dưới nhưng mà nhất định có một vài chỗ là thông thiên cực hỏa trụ trong không cách nào thẩm thấu đến cổ võ tháp nghe vậy hắc vũ trưởng lão nhất thời kinh hô coi như các ngươi còn có chút đầu óc đại nhân ngài muốn tại cổ võ tháp trong đối tầng trần động thủ hắc vũ trưởng lão đám người hít một hơi lãnh khí nhưng chốc lát ào ào tầm nhìn ngưng lại cái này thật đúng là có thể cổ võ tháp là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cao nhất bảo vật đứng vững tại tổng bộ bí cảnh trong đã có vô số vạn năm lịch sử này cổ võ tháp cộng phân cửu tầng mỗi một tầng đều là một mảnh mênh mông không gian tầng tầng lớp lớp ẩn chứa đáng sợ tà khí chi lực bởi vì tại cổ võ tháp trong luyện chế luyện chế cảm ngộ cùng tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều sở dĩ tại cổ võ tháp trong lúc nào cũng bất hữu rất nhiều thiên công tác luyện khí sư ở bên trong tu luyện luyện chế mà bởi vì cổ võ tháp vô cùng mênh mông từ viễn cổ đến bây giờ không có bất kỳ người nào có khả năng rung động liền thần công thiên tôn đại nhân đều không cách nào chưởng khống cái này cũng làm cho cổ võ tháp trong phát sinh toàn bộ thật căn bản không người có khả năng theo dõi thậm chí ngay cả thông thiên cực hỏa trụ đều không thể cảm thụ được nếu hắc sắc ảnh xạ đang ở cổ võ tháp trong xuất thủ thật có khả năng diệt sát tầng trần đồng thời không thế đưa tới thông thiên cực hỏa trụ chú ý bất kỳ người nào sẽ không biết hung thủ là ai. Duy nhất phiền toái chính là Tần Trần thực lực quá mạnh, nếu như Tần Trần bỏ mạng ở cổ võ tháp trong. Như vậy đoạn thời gian đó toàn bộ tiến vào cổ võ tháp phó điện chủ cũng sẽ bị chú ý đến, khi muốn hắc sắc ảnh xạ thì vô cùng có khả năng tại sau đó điều tra dưới tình huống bại lộ. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha.